Quý vị thấy cái cuộc đời bây giờ, quý vị thấy trong một năm nay nhiều kiếp nạn không? Thế giới bây giờ nó đang chết quá trời kìa. Người ta có khi tới mình sao? Nhiều kiếp nạn. Nên quý vị coi trên bầu trời phải quán khí nhiều không? Nếu như quý vị là người nghe pháp biết tu, quý vị sẽ thấy được trên bầu trời quán khí nhiều. Thời tiết này nó đâu phải là thuận thời tiết đâu. Buổi sáng bước ra nhìn bầu trời là biết được quán khí dày đặc nặng nề như vậy. Xã hội này sẽ có kiếp nạn lớn xảy ra. Từ nơi đó mà không lo niệm Phật, sự nghiệp trong một phút chốc thì tan biến hết quý vị. Thật sự mà nói, như thế giới có những đất nước quý vị coi xây dựng lên quá khó khăn, khi được rồi, khi sụp đổ thì quý vị thấy phút chốc. Nên Phật mới nói một câu chứ, để nhắc nhở mình, cái quốc độ mình đang sống là thành trụ hoại không. Thân này sanh già bệnh chết, cơn vô thường đến bất tử lắm quý vị. Nên Đấng Tổ mới nhắc là việc lớn sanh tử là phải chuẩn bị trước. Chuẩn bị trước là sao? Là mỗi ngày niệm Phật á. Làm việc thì cứ làm việc, nhưng cái tâm của mình đừng đặt vấn đề nặng nề. Phước duyên thì có, chưa đủ phước thì không. Nhưng việc quan trọng nhất của chúng ta là niệm Phật. Còn nếu không thì khi nghiệp lực đến bất tử thì chúng ta trở tay không kịp. Người niệm Phật có bệnh nên nhất tâm chờ chết. Nếu tuổi đời chưa tặng sẽ chống lành bệnh, đem toàn thân buông xuống để niệm Phật. Tiêu nghiệp rất hay, nghiệp tiêu thì bệnh lành. Tổ dạy đó, đây là Ấn Tổ dạy nè. Nên người niệm Phật khi có bệnh thì nhất tâm niệm Phật chờ chết. Ôi, làm được điều này không đơn giản đâu quý vị ơi. Vậy đó, mà cái công đức niệm Phật này nó chuyển nghiệp tận gốc á, chứ vị biết á. Cái người niệm Phật mà có tín nguyện, khi quý vị nghe bị ung thư, quý vị cảm thấy mừng, ung thư đến rồi, vậy thì cảm thấy với cái cõi đời này nó nhẹ bớt nhiều lắm rồi đó quý vị. Ung thư đến rồi, đối với cõi đời này là nó nhẹ bớt nhiều lắm rồi đó. Tại vì sao? Sắp chết rồi. Nó sắp chết rồi. Nếu mà có góc độ nhìn đường vậy thì chắc chắn sẽ nhẹ liền. Còn nếu không thì trời ơi, bệnh rồi, lỡ tôi chết đây rồi, vợ con, của cải gia đình tôi sao đây? Một số món nợ bây giờ nó chưa trả, sao đây? Rồi con tôi ai lo? Vợ tôi không biết nó có bước thêm bước nữa hay không. Các vị thấy chưa? Trong khi bản thân mình bệnh mà chưa nhận thức mình, mà đi nghĩ cái gì đâu không à, đi nghĩ những cái điều mà làm cho mình nặng nề thêm không à. Còn nếu như người có tâm giải thoát niệm Phật thì khi gặp bệnh thì Ấn Tổ ngày dạy, người niệm Phật khi gặp bệnh thì cứ chờ ngày chết vãng sanh rồi chí thành mà niệm Phật. Nếu như thọ mạng còn, tiêu nghiệp hết bệnh. Nếu như thọ mạng hết thì được vãng sanh. Quý vị hãy suy nghĩ kỹ hai con đường này đi. Hai con đường này nó quá đặc biệt quý vị. Nên nghe lời Tổ dạy đi. Nếu chẳng buông xuống được, cứ mong được khỏe lại. Nếu chẳng được khỏe lại thì chắc chắn không cách gì được vãng sanh, vì chẳng nguyện sinh. Hay chưa? Tổ dạy đó, Ấn Tổ dạy đó. Nên lời quán Tổ đặc biệt lắm quý vị. Nếu như quý vị mà người niệm Phật mà khi gặp bệnh mà không cầu sanh cực lạc, nếu thọ mạng đến quý vị phải chết đi mà không được vãng sanh. Nếu thọ mạng còn quý vị cũng sẽ khỏe lại, nhưng mà quý vị vì cầu hết bệnh mà do thọ mạng của mình nó còn nên vẫn khỏe bình thường. Uống thuốc nó cũng khỏe, và không uống thuốc nó cũng khỏe. Nhưng về tín nguyện quý vị không có. Mà Ấn Tổ nói câu đầu là phải gầy dựng tín nguyện. Thọ mạng còn thì tiêu nghiệp hết bệnh rất hay, tận gốc nghiệp. Còn nếu thọ mạng hết thì nhờ tín nguyện mà được vãng sanh. Nên cái tiêu chuẩn mà Ấn Tổ dạy mình là người niệm Phật gặp bệnh đau tiếp tục niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nguyên lý này là đúng. Rất là hay quý vị. Nhớ đó, những lời dạy của Ấn Tổ khi lâm chung nè. Cửa ải lâm chung thật là khẳng yếu, đời có kẻ ngu. Lúc cha mẹ quyến thuộc lâm chung, bèn khóc lóc vật vã, tắm rửa thay áo, chỉ mong đẹp mắt người đời, chẳng nề di hại cho người chết. Quý vị ngồi trong đây, quý vị nghe câu này, quý vị đã từng dính chưa? Có ai dính không?
Ăn tội nói đời có kẻ ngu khi cha mẹ gần chết để nắm tay chân vật vã, vừa chết đi thì bắt đầu là kêu thầy đến để mà coi ngày giờ liền, hoặc là tắm rửa làm đẹp mắt người đời. Những đức nói với vị nghe đừng có nói ngoài đời, cả trong đạo luôn cũng làm như vậy. Ông thầy vừa chết không có lo hộ niệm gì đâu, thầy mình chết không lo hộ niệm, mà lo cái gì biết không? Dọn chùa, chuẩn bị mua quan tài xịn, quan tài đẹp, mua hoa, đồ thiệt nhiều về để cắm cho trang hoàng lộng lẫy. Đây câu này ăn tổ nói nè, mong làm đẹp mắt người đời, làm con thì muốn làm đám ma càng chống sùm, lớn lao đãi đằng đông người, nghĩ rằng nhà giàu làm đám ma vậy thôi. Những cái việc này biết bị mà người tu hành biết bị suy nghĩ đi, nó có một chút gì lợi ích cho cha mẹ ông bà mình không? Không một chút gì được lợi ích cho ông bà cha mẹ mình hết chứ. Mà bao nhiêu con người ở thế gian làm như vậy đó, làm như vậy đó quý vị. Cuộc đời con người chúng ta giàu sang có tiền nhiều, quý vị thấy nó có ý nghĩa gì đâu quý vị. Cuối cùng chúng ta tạo một sự nghiệp một đống, khi chúng ta chết đi, con cháu nó nắm tay nắm chân, nó quật vả mình, để rồi mình đau đớn, mình đọa thẳng xuống dưới địa ngục. Xong chưa gì hết là bắt đầu là nó đã thay quần thay áo, kêu thầy đến coi ngày giờ, ngày nào là giờ nào là giờ tẳng liệm tốt, để con cháu nhờ cái phước đó mà mặn ăn phát đạt, không bị chết chùm. Nó đều nghĩ bản thân nó còn sống, nó quên ơn bội nghĩa đối với ông bà cha mẹ, nó chỉ nghĩ cho mình thôi à. Quý vị coi đó, cuộc đời con người vô nghĩa quá quý vị. Thật sự mà nói, không biết tu vô nghĩa, sống có gì là có ý nghĩa cả. May thay chúng ta gặp Phật pháp biết tu, nên như Đức nói mấy bà già trong chùa mình đúng là mấy bà có phước. Nó thật, có phước hơn người xuất gia tu nhiều chục năm. Những đức ở đây, còn những đức còn khuôn khép như vậy. Không còn những đức ai mà khuôn khép. Khuôn khép người đâu có khỏe quý vị. Giải quyết nhiều vấn đề là cực lắm chứ. Nhưng mà vì muốn lợi ích cho mấy bà mà bao nhiêu năm nay khuôn khép mấy bà. Bây giờ nó thành quen, thành một khuôn rồi đó. Thành một khung rồi đó. Không dễ đâu quý vị. Dù là tu bao nhiêu chục năm đi chăng nữa cũng không tin con đường này. Không tin. Vẫn là không tin. Nên con người phải có cái tâm mạnh mẽ lắm mới quyết định được cái sự việc này. Nhớ nghe ăn tổ nhắc những câu này hay lắm nha quý vị. Mình có cha mẹ ông bà, cái việc mà khi cha mẹ già yếu để máy niệm Phật bên cạnh, điều hộ niệm suốt, mỗi ngày cứ ra vào nhắc nhở thì cái vô thường. Khi cha mẹ yếu đi, tập trung anh em lại, dù một hai người cũng phải hộ niệm, ít gì cũng phải niệm được 12 tiếng khi chết, không được để cho động đậy. Còn nếu ấy chúng ta niệm 24 tiếng nhiệt tình mà niệm đi, lợi ích cho người chết, lợi ích cho người sống, cái lợi ích này lớn lắm. Trong 49 ngày mỗi tuần thất, chúng ta đều rủ người về niệm Phật, đặt máy nghe pháp, máy niệm Phật tặng cho họ, là kết duyên lớn chứ gì đâu. Mỗi tuần thất bật điệu lễ Phật lên, đầu tiên là điệu địa chung, mọi người niệm theo ngồi, xong quỳ lên cùng lễ Phật, bật âm thanh lớn lên, cả xóm được nghe, nhờ đám của ông bà cha mẹ mình mà cả xóm được gieo nhân duyên nghe niệm Phật. Mà nhiều người đến niệm Phật, chúng ta tặng máy pháp, pháp duyên nó thù thắng đến tu rất đông. Đó đem công đức hồi hướng cho ông bà cha mẹ, người sống được nhờ, người chết được lợi. Chân thật mà làm đi, cách này hay lắm đó. Không có lo là ở đây cho mượn lo, làm xong trả lại, cho mượn cái lo cốc đem về rồi bật lên cho lớn cho cả xóm nó nghe. 49 ngày cha mẹ bị chết, họ không dám nói đâu, không dám nói. Nói đi, nói đi, nhà tôi có người chết, nó nói đi, chết chùm theo đó. Không dám đâu, sợ. Thấy không? Bà âm thanh lớn lên cho kẻ qua người lại, đặt cái chỗ tu trước cửa nhà để cho xe chạy qua lại nghe. Cái tâm như vậy đó, tâm đó tâm phước lớn quý vị nhớ. Đó, nên từ nơi đó mà những đức bây giờ có cái máy năng lượng niệm Phật, những đức chỉ cho, chỉ rộng, chỉ khắp nơi. Những đức nói cầu dán, cầu che, cầu gì đó, cái treo toàn ten cho nó niệm. Mồ mả nghĩa trang gì đó, ruộng rẫy gì, cứ thiết kế đi. Mấy cái cầu bến thuận, cầu bến lức gì đó, cái treo toàn ten tùm lum hết đi cho nghe niệm Phật. Rồi con sông mình nước chảy vô chảy ra,
làm một chiếc thuyền nhỏ như cái bè vậy nè, rồi cấm cái năng lượng xuống cho nó trôi ra thì niệm Phật, cho vô thì niệm Phật ở dưới sông. Tàu ghe đi biển gì đó, đặt ngay cái mũi ghe. Còn mấy cái chiếc xe hơi này nè, cứ cấm đại một chiếc ngay cái đầu xe nó chạy. Trời ơi, cuộc đời con người mà lây quay tới chết rồi, nên có cái tâm gieo duyên, có Phật hiệu cho người ta đi. Một câu Phật hiệu nghe qua tai, dù tin hay ngờ cũng thành thiện căn thù thắng. Tin chắc chắn 100%, chắc chắn. Nên bây giờ những đức khuyên quý vị, đừng có đem tiền cúng dường cho những đức nữa. Thử có những đức sống làm sao. Quý vị cứ làm hết máy nghe pháp vị đi giải đi. Chúng ta nên cùng chúng ta làm đi quý vị, đem máy nghe pháp giải rộng đi quý vị. Thật sự mà nói, tiền dư cũng để dành, làm không hết cũng để dành hoài, mệt lắm. Thật sự mà nói, ăn cho tận gốc hết đi, rồi xong nó không còn gì thì nó không còn suy nghĩ nữa. Đông người vậy đó mà không sợ đói, vì sợ gì? Đông người vậy mà còn dám nói câu này mà. Vì đức tin làm việc cho Phật Bồ Tát, nên sắp sửa hết là các ngài đem lại à, các Phật Bồ Tát thế gian đem lại á. Trời ơi, không đơn giản đâu quý vị ơi. Nên bây giờ những đức tương đối còn tiền, quý vị đừng có đem tiền đưa những đức nữa. Đặt máy nghe pháp quý vị đi cho người ta đi. Quý vị ngoài đời quý vị giải rộng đi, cho là ta nhận à. Còn nếu cho không được, đưa những đức cho giùm cho. Ngày Chủ Nhật những đức nêu lên, trời ơi, bao nhiêu người ta nhận. Có những người già trong đây, người ta không có tiền mua một cái máy, không giỡn đâu. Ví dụ như quý vị đi đến đây, quý vị đặt chừng vài chục cái, quý vị để đây đi. Mỗi tuần những đức mà giảng pháp, những đức nói mấy bà già nào đây chưa có máy, những đức tặng giùm cho. Mấy bà đem, mấy bà đi cho giùm cho quý vị. Còn đặc biệt hơn, tại đi đến đây nghe những đức, người ta sẽ trân quý hơn nữa. Để đây nè những đức, tặng giùm cho. Xuống dưới đặt vài chục cái, vài trăm cái để đây, 1000 cái những đức cho cũng hết. Ngôi chùa nó còn hưng khởi thêm nữa, nhiều người đến đây tu thích được vậy đó. Còn bây giờ mấy vị kêu những đức đặt mà những đức đem đi tặng không vậy đó, nó không phát triển mạnh đâu. Và một nữa là cái làm như vậy những đức đã biết rồi. Còn quý vị làm để những đức tặng, nó qua trung gian đặc biệt lắm. Còn nếu quý vị tặng được, quý vị cứ đi giải rộng khắp nơi đi, ra chợ đủ quý vị tặng đi, nhận hết trơn. Cái máy nghe pháp này thẻ nó nằm trọn bên trong hết trơn, ai mà cãi ra được. Trời ơi, mình làm mình cũng canh lắm quý vị, đúng không? Nên chân thật mà làm đi. Cái cõi đời này chỉ có niệm Phật mới có thể chuyển hóa được cái kiếp nạn này thôi. Thành tâm mà niệm Phật đi. Nó chính những đức thấy rằng cuộc đời này, những đức sống, những đức chưa bao giờ nghĩ cái chuyện xa vời vậy chứ quý vị. Không nghĩ xa vời. Ngày nào tôi sống là ngày tốt. Tại vì sao tôi không nghĩ xa vời? Nó chùa chiền thì mà thượng xây, ngài muốn xây thì ngài xây, muốn đập gì thì đập, chuyện của ngài, chùa ngài mà. Những đức cũng chưa suy nghĩ làm chủ trì chùa đâu quý vị. Nặng gánh lắm. Nó một cái phòng nhỏ thì quét gọn, một cái nhà to thì quét nhiều cực. Một cái phòng nhỏ thì một mình quét, nhà to thì phải cần nhiều người quét, mà nhiều người quét thì chúng ta phải nặng tình với họ. Nên người tu dễ giải thoát là một cái phòng nhỏ dễ giải thoát hơn. Còn nếu như có chùa to thì ở chùa to thì mọi người cùng quét thôi. Nhưng đừng nên nặng vấn đề đó, ai chủ cũng được, miễn làm được tốt là được rồi. Vì thì cuộc đời đi tu này đặc biệt vô cùng. Bao nhiêu người đi tu hành bây giờ là gì biết không? Là đi kiếm chùa. Đi kiếm chùa, phần nhiều là đi làm chủ trì chùa. Thôi cái việc này là cái việc khổ, chứ không phải là cái việc sung sướng. Đây là khổ. Nếu như quý vị có một cái pháp tu, trong cái thời đại hôm nay quý vị ngồi trong một căn phòng, quý vị cũng có thể lượn khắp nơi được nữa. Cứ kiên trì mà luyện đi. Luyện bằng cách nào? Bạn niệm Phật bạn sẽ nói người ta niệm Phật được à. Nhưng bạn không niệm Phật bạn không có phiền người ta được đâu, chắc chắn luôn á. Bạn mà chịu niệm Phật thì trong cái nói bạn sẽ có phát sinh ra được những cái trí tuệ trong câu Phật hiệu đó mà nói ra. Nó lưu rít từng câu từng chữ người ta nghe được. Nghe được thì đồn ra thì tức khắc ngồi chỗ thôi. Mỗi ngày cũng là chia sẻ Phật pháp khắp nơi. Như một ngày những đức nói chuyện cũng nhiều ngàn người nghe, đúng không? Người ta nghe nhiều thì những đức cũng ngồi chỗ thôi, đi đâu đâu đó. Từ nơi đó cư sĩ xuất gia cũng làm được chứ. Bây giờ điện thoại, mạng internet rộng lắm. Chỉ cần quý vị chân thật niệm Phật, có được cái gì niệm Phật cảm thấy thích thích, an lạc, tự nhiên ngồi nói mấy câu đưa lên mạng vậy đó.
nay niệm Phật an lạc quá. Nói như là không có giảng pháp mà nói chơi chơi vậy đó. Hôm nay niệm Phật an lạc quá các vị ơi này kia đâu. Nói vui 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 cùng với những cái gọi là trang Facebook của mình vậy đó. Quý vị cố gắng niệm Phật nghe. Ví dụ như tên Hiền đi, Hiền hôm nay niệm Phật an lạc dữ lắm. Các bạn xem, cố gắng niệm Phật nghe không? Trời ơi, hôm qua trong lòng buồn ghê luôn. Lên lễ Phật một thờ tự nhiên nó an lạc vô cùng. Thấy công nhận niệm Phật hay thiệt. Thôi cố gắng niệm Phật nghe. A Di Đà Phật chào các bạn. Vài câu vậy thôi, đưa lên trang Facebook mình. Mấy câu vậy thôi. Không cần nói nhiều, nói chừng 5-7 câu, 5-10 câu vậy đó. Bữa nào tu có cảm giác an lạc sao? Khuyên bạn đồng tu mấy câu vậy đó. Đó là cũng là cách khuyên ta niệm Phật chứ gì. Chứ những đức nói gì? Những đức cũng vậy thôi. Nó từ nơi đó bây giờ nó rộng vô cùng đó. Ở đâu mà không kết duyên được. Trang Facebook của mình lập ra cái trang là tượng A Di Đà Phật. Ở dưới là để câu Phật hiệu. Xong á, đều là lấy những cái việc niệm Phật để mà cùng phiên nhau thôi. Vậy thì mình kết được nhiều bạn sáng niệm Phật. Cái công nghệ bây giờ phát triển mạnh quá. Nhiều người ta kiếm tiền trên mạng. Kiếm tiền trên mạng nhiều cách. Câu cá cũng kiếm tiền trên mạng. Cắt lúa cũng kiếm tiền trên mạng. Bẻ đậu cũng kiếm tiền trên mạng. Bắt ếch cũng kiếm tiền trên mạng. Câu ếch cũng kiếm tiền trên mạng. Có nghĩa là nó làm đủ cách để kiếm tiền trên mạng. Bắt rắn cũng kiếm tiền trên mạng. Ví dụ như bây giờ đi bắt rắn thì những đức làm tay bắt rắn đặc biệt. Bắt đầu là những đức mua một cái máy quay phim nhỏ xíu, đặt ngay cái chỗ những đức đang đào hang rắn. Đào hang rắn, cái những đức nói kìa con rắn kìa. Các vị ơi, con rắn bự quá, chuẩn bị chụp cổ con rắn kéo lên. Rồi bắt đầu quay lên đưa lên mạng gì mà vài trăm ngàn người coi, cả triệu người coi. Thì kiếm tiền đó là gì? Kiếm tiền trên mạng, nhiều số lượng người coi có tiền. Bây giờ nhiều người người ta kiếm tiền trên mạng bằng cách đó lắm đó quý vị. Nhưng mà cái cách đó dùng qua phước duyên. Dùng qua phước duyên. Tất cả những cái buổi nói chuyện của mình, trang của những đức là cắt hết những vị trí đó. Cắt hết. Không có dùng những chương trình đó. Nên bây giờ nhiều người người ta kiếm tiền trên mạng mà có người ta chỉ cách kiếm tiền trên mạng luôn. Nhưng mà những đức xin thưa quý vị, cái nghề đó là nghề phước dùng từ trong mạng. Chứ không phải là tạo ra phước đâu. Nên mình là người tu á, dùng cái trang đó để mà gọi là gì? Để mà cùng phiên nhau tu thì là đúng rồi đấy vậy. Nên Ấn Tổ ngày nhắc cái câu này rất là hay. Cửa ải Lâm Chung mới nghe, rất hay không? Lâm Chung trợ niệm ví như kẻ yếu đuối chèo núi. Sức mình chẳng đủ, mai nhờ có sức người đằng trước kéo, đằng sau đẩy, tả hữu xốc nách, nên có thể lên được đỉnh núi cao nhất. Mỗi câu Ấn Tổ hay công nhận. Đi mà yếu có người dẫn dắt phụ hai bên để hỗ trợ mình. Hai bên xốc nách để dẫn đi, phía sau đẩy phụ. Thấy không? Hộ niệm là gì đó? Lợi ích lớn. Những đức nói tất cả phàm phu chúng ta đều cần được hộ niệm. Những đức nói quý vị mà không được hộ niệm là một sự thiệt thòi quá lớn. Câu Quán Tổ nó hộ niệm không chắc ăn là nhắc mình như thế nào. Không phải hoàn toàn tin vào hộ niệm, mình phải dụng công. Nhưng hộ niệm rất là quan trọng để hỗ trợ. Cho vị biết á. Còn cái người mà không cần hộ niệm là người gì? Biết ngày giờ giảng sanh. Còn chúng ta chưa biết ngày giờ giảng sanh là cần hỗ trợ về hộ niệm. Và cần thiện trí thức nhắc nhở mình niệm Phật. Đúng rồi đó. Rất là cần. Nếu như mà ra đi mà không được hộ niệm là sự thiệt thòi rất là lớn. Thiệt thòi này lớn lắm quý vị à. Đó, nhớ đó. Nên tuần sau Chủ nhật quý vị nhớ nha, là chúng ta tổ chức bên Đại Tùng Lâm, là 49 ngày của sư ông Thiện Huệ. Cuộc đời của sư ông cũng cả đời niệm Phật quý vị. Người cũng là tâm huyết niệm Phật giảng sanh. Mở miệng ra là cứ niệm Phật giảng sanh đi. Tôi giảng sanh trước nghe. Cái công đoạn của ngài bị bật lên là thấy mắc cười, thấy vui liền. Vừa bật lên cái là thấy vui liền, không nói chứ. Quý vị cứ lâu lâu giải đãi bật lên cái đoạn đó. Tôi giảng sanh trước nghe ngài nói mà vui lắm kìa, giống như là ngày hôm qua vậy. Đó. Đúng là làm cái đoạn phim mà đắp cái câu đó đầu tiên hay thiệt. Bước vô cái là tự nhiên thấy liền, thấy Hòa Thượng Thiện Huệ. Nó cứ là niệm Phật giảng sanh cứ nói câu đó vậy. Nên quý vị biết. Nên từ nơi đó mà cũng là cái duyên của ngài thù thắng. Chuyên niệm Phật, được hộ niệm hỗ trợ hết lòng. 49 ngày hai bên đạo tràng tu hồi hướng.
49 ngày của sư ông thì Phật tử khắp nơi nơi tập trung về để niệm Phật, cúng dường cho sư ông bằng câu Phật hiệu. Cách này quá đại phước duyên lớn, cũng hy hữu khó gặp. Trong thời đại hôm nay đã khó kiếm ra. Có những người tu bao nhiêu chục năm, danh tiếng lẫy lừng, vì mà cuối cuộc đời vẫn không được gì. Sư ông là người niệm Phật nên được cái duyên thù thắng. Thấy rõ ràng chưa? Rất là rõ ràng. Nên từ nơi đó mà ngày 49 ngày của sư ông, quý Phật tử khắp nơi nơi, chúng ta tập trung về đây niệm Phật, kết duyên với sư ông. Từ nơi đó những đức rủ người niệm Phật, những đức đâu kêu vì đưa tiền những đức đâu, rủ người niệm Phật thôi à. Rủ người niệm Phật mà xin thưa quý vị nghe, tất cả chương trình nhìn như vậy đó, còi còi những đức đó, nhưng ở phía sau chơi mạnh tay lắm á, không có giỡn đâu. Nhưng khỏi cần ai dòng do hết chứ, cái gì làm được là làm, không nói chứ. Nên thí dụ như những đức thấy cái ngày đó, đó chắc là chư tăng ni cũng đến để tu, cũng tương đối cũng đông, nên hàng Phật tử khắp nơi nơi đó, hay là Phật tử mà quen biết hòa thượng Thiện Huệ á, hàng Phật tử rồi đó quý vị, kệ quý vị bỏ chút ít cúng dường cho người xuất gia đến tu ngày đó. Những đức thì cái chuyện đó cúng dường là chuyện của những đức, là những đức làm rồi đó. Cờ những đức phiên quý vị, cũng gần Tết rồi quý vị ơi, hiểu không? Quý vị bây giờ ngoài đời còn kiếm tiền để ăn Tết thì quý thầy quý sư cô cũng phải có tiền ăn Tết chứ, không? Còn có mấy tuần nữa đâu. Rồi ngày 26 là cuối năm của chùa mình ở đây cộng tu. Quý vị thì nếu mà quý vị có chút ít gì thì cúng dường chư tăng ni một chút, tỷ vị thôi. Những đức đây là phiên lên, những đức không có kêu gì đưa tiền những đức nghe, mà ngày đó tự những đức cúng dường là cúng dường đó. Mà ngày đó những đứa còn cúng dường nhiều hơn ngày thường nữa. Nó thật á. Quý vị thấy chủ nhật tuần nào những đứa ít gì của ít lòng nhiều, những đứa dặn cúng dường. Chưa bao giờ những đứa kêu bị đưa tiền những đứa, mà tự những đứa làm luôn á. Nó nên từ nó đó đây là nói rất thật lòng. Thật sự mà nói, càng ngẫm nghĩ rồi, mình đi tu mình có cuộc sống, mình cũng cảm thấy rằng là đây là cũng là phước duyên niệm Phật. Chứ nếu như những đứa không phải gặp pháp môn Tịnh Độ, không niệm Phật, không nuôi chúng thì những đứa cũng khổ lắm quý vị à. Những đức thấy có những người xuất gia đi tu mình cũng khổ lắm. Có khi ở cốc, ở này, ở kia nó nói cũng khó khăn quý vị. Đã nói là nương chúng nhờ chúng, mà không có chúng để nương thì sao mà sống sung sướng được. Nếu không thì cũng là sống giải đãi, sống cho qua ngày đoạn tháng. Đó là khổ đó. Nên những đức rất là may mắn được ở trong chúng, được tu. Nên phước duyên những đức là ké vào chúng để mà có cuộc sống. Nên đầy đủ lắm quý vị à. Rất là đầy đủ. Chúng trong chùa mình phước lớn lắm. Thật sự mà nói phước rất là lớn. Những đức nói với mấy anh em xuất gia bên kia, huynh đệ bên cạnh những đức nói mấy ông phước lớn lắm đó. Mấy ông cứ làm việc vậy thôi, còn những đức sắp xếp và cái gì cũng đầy đủ phương tiện cho mấy ông hết chứ. Quá đầy đủ mấy ông rồi đó. Ông không lo tu là có ngày nó sạc cánh đó nghe. Nó nói chứ tu thì tu, chứ cũng có những người khó khăn lắm quý vị. Đã đi đến tới đây niệm Phật rồi, kệ cũng chăm chút xăng cho người ta có phương tiện đi quý vị. Đúng không? Đó là cái tâm cỡ mở ra. Tâm cỡ mở ra đó. Con người tu mà càng ngày cỡ mở cái tâm ra chứ. Thật sự mà nói mình có, mình cũng mong người khác có, vì mình mới có. Còn mình có mà mình để cho người ta đói, mình cũng chết chắc luôn. Thí dụ như năm hạn hán, mọi người đói khát, nhà quý vị ăn đầy đủ, quý vị không chia ra, coi chừng quý vị bỏ mạng hết. Nhà quý vị bị cắt cổ hết. Giỡn đâu, chia ra đi, để mỗi người có một miếng mà sống. Con người á, uống nước mà biết chăm nước thì có nước uống hoài. Uống nước mà chỉ uống thôi mà không chăm vô, nước đâu uống. Nên nhớ chỉ cần có cái tâm bố thí cúng dường thì tâm này là có phước rồi. Làm xong thì quên đi, đừng có suy nghĩ đến làm gì. Quý vị thấy chương trình người khiếm thị chùa mình tổ chức không? Quý vị thấy đặc biệt không? Dẹp luôn cái tâm nó là sáng mắt hay là mù. Dẹp luôn. Đúng 2 tháng một lần, chưa được 2 tháng cũng tổ chức nữa. Thích tổ chức là tổ chức, không nói chứ. Nên tổ chức là tự nhiên ai cùng chung tay thì chung tay, không chung tay thì thôi mình làm. Sao? Cứ là đem tiền chia sẻ cho những người ta cần. Có mà, không có lấy đâu làm. Còn làm hoài mà có cứ làm. Đúng không? Mai mốt chết, giông bão, lửa cháy, cái mạng này còn không còn, đừng nói chỉ của cải. Có nhiều người mình có của cải vàng bạc hột xoàn, đem vô trong tủ bảo hiểm đồ này kia, cắt trong đó, giấu trong nhà đồ này kia,
hoặc là tủ mà tần số này nọ được. Lâu lâu mở ra nhìn cầm viên hột xoàn. Rồi xong thời gian vô mở tủ ra, tiền để trong đó, lâu lâu đếm 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 coi coi coi, rồi đóng cửa lại. Đến khi cái mạng này không còn thì cái thứ này là cái thứ gì? Cái thứ vô chi này phải cần cái thân này để giải quyết. Cái thứ đó là thứ vô chi, quý vị phải dùng cái thân động này để giải quyết nó chứ. Vì không giải quyết nó, quý vị không biết đổi qua cái phiếu, cái phiếu công đức phước duyên, thì quý vị là trở thành con người không hiểu biết. Đoạn này Hòa Thượng Tịnh Không cũng giảng mà. Mà rất nhiều người giàu bị cái tình trạng này đó quý vị. Bị tình trạng này á. Tiền của tôi nhiều vô cùng, nhà hai ba người. Nhận Đức nói nếu mà biết tu chỉ cần phân tách ra được cái chỗ. Nhà có hai ba người mà số tiền đó quý vị coi sống sao hết. Tính ra đi, tính ra số tiền mình có và của cải của mình sao xài hết. Tính ra một tháng chùa mình xài nhiêu. Không, tính ra một tháng nhà mình xài nhiêu chứ không phải chùa. Nhà mình xài nhiêu, rồi một năm bao nhiêu, cả đời mình xài bao nhiêu với số tiền mình có, của cải mình có. Và mỗi tháng nó thu nhập vô mình tính ra được, tức khắc quý vị sẽ thấy là tự tại liền gì đâu. Còn nếu như quý vị bị bế tắc tư tưởng, chỉ muốn thêm thì không nhìn ra được sự việc của nó. Không nhìn ra được thì mình cứ nặng nề hoài, sợ nó hết, sợ nó nghèo lại. Cứ sợ nó nghèo lại nên mình bận tâm. Đừng có sợ nó nghèo lại, nó có phước sao nghèo. Trời, nước đầy sao mà hết nước uống. Cái ly nước mà chăm hoài sao mà thiếu nước uống hả quý vị? Sợ là sợ người không chăm nước mà không có nước uống. Hiểu không? Nên mở rộng tâm lượng ra, phải đổi qua phiếu khác. Cái phiếu vô chi kia để nó không có tồn tại. Nên những đức chỉ bị cái cách đổi qua phiếu pháp thí rộng mạnh, tài thí, phương tiện tùy duyên mà làm để dẫn dắt vào pháp thí. Từ tài thí nó mới dẫn dắt vào pháp thí được. Phật nói bố thí nhiếp mà. Từ nơi đó mà những chương trình người mù là dẫn dắt họ vô đạo đấy chứ. Hồi số lượng chương trình người mù bây giờ đông quá. Nên mỗi lần những đức tổ chức chương trình người mù, quý vị làm việc chừng 1-2 tháng á, có chút đỉnh tiền đồ đó. Còn nếu mà tháng nào làm mà không có tiền cũng đừng có bỏ cuộc, rút tiền ngân hàng ra chơi luôn. Sợ gì? Đánh chặn tới cùng sợ gì mà sợ? Nó còn ít thì cho ít. Tùy duyên có nơ đổ. Khổ nhất là muốn làm mà không biết đâu làm. Bây giờ có chỗ rồi, có chỗ đổ, đổ đi. Để cho mình đi nhẹ. Để nó nặng quá đi không nổi. Đúng không? Nó nên con người mà hiểu rồi thì tâm thoải mái lắm. Nó trời, suy nghĩ sao nhẹ nhàng khỏe re. Sao không suy nghĩ? Bây giờ quý vị mà nhà gần đây nha, hai vợ chồng một hay đứa con cứ rảnh chạy vô chùa mình tu ngày ba thờ, xong tu về tối dậy về nhà ngủ, tu xong ăn cơm ở chùa luôn về nhà ngủ, rồi ngày nào làm thì làm, ngày nào rảnh thì cứ vậy đó. Cái bữa nào chủ nhật đồ thứ bảy đồ chạy đi tu ăn cơm trong chùa, đâu có tốn tiền bạc gì đâu, khỏe vô cùng luôn quý vị. Tết nhất đi vô đang tết tức lo chứ ngài hai bên. Họ nhận đức thích mà, thích luộc lo vậy mà. Tại những đức nghĩ rằng mai mốt chết rồi muốn làm được. Nên nắm bắt cơ hội mà làm đi. Nó gửi vị gì ở đây quý vị? Trời, Tết còn tu phước được nữa chứ. Tết còn tu phước được nữa. Sách vở đồ tha hồ mà tặng cho người ta. Tặng cho người ta quyển sách cũng có phước nữa. A-di-đà Phật. Tự nhiên bây giờ quý vị đứng vì niệm A-di-đà Phật rồi. Có khi quý vị không mạnh dạn, nhưng cầm một quyển sách tại vì đưa cho người đòn đến đây cứ cầm quyển sách đưa cho người ta, A Di Đà Phật cứ niệm hoài vậy đó. Mình niệm mình được lợi, người ta được nghe, mà quyển sách được tặng người ta làm pháp thí kết duyên nữa. Không bỏ tiền bỏ công thôi, Tết nhất bỏ công thôi, không có tốn tiền. Nó, tiền bạc làm pháp thí đem gì bên nội bên ngoại cho hết đi, tiền xe đi đến đây thôi, không cần bỏ bao lì xì một cắc bạc nữa chứ. Tết ai mà bỏ bao lì xì mà cho quý thầy là mấy người này tội. Tội. Quý thầy chùa mình đó nghe, chứ không phải quý thầy chùa khác nghe. Quý vị bỏ tiền cúng dường cho quý thầy chùa khác là có phước không có tội. Cúng dường cho chùa mình là có tội không có phước. Ngộ quá. Vì sao? Quy định của chùa mình không nhận tiền.
Vì đưa tiền là vì có tội không có phước. Chùa khác là đưa quyền nhận tiền, có phước không có tội. Đưa quyền nhận tiền là người ta muốn nhận, muốn nhận thì cúng dường. Như vậy thì có phước. Cúng xong quên, cúng xong không suy nghĩ ông thầy đó sao hết, không suy nghĩ về sư cô đó sao hết. Thật giả kệ, nhưng phát tâm là có phước. Quên đi, quên đi. Nên nhiều người tu hành cứ cúng dường rồi cứ dè dẫn theo ngôi chùa, xong thấy chưa xây pho tượng, chưa xây nhà nhà ăn, cứ đưa tiền xong cứ dè dẫn hoài hỏi. Đúng là mệt ghê. Phật tử mà những đức hướng dẫn, quên đi, bỏ đi cái tâm đó đi, đừng có nhớ gì cho nó mệt. Đừng có nhớ gì. Đã làm thiện rồi là lúc đó làm thiện là Phật Bồ Tát chứng minh rồi. Có những người làm thiện muốn cho ông thầy chứng minh, nhưng đức nói bây giờ Phật Bồ Tát với ông thầy phàm phu ai chứng minh đặc biệt hơn. Cái tâm thiện nó chiêu cảm cảnh giới. Vừa làm thiện là bên mặt thiện chứng minh, vừa làm ác là bên mặt ác chứng minh. Đó, quý vị đi lôi ông thầy phàm tăng ra chứng minh chứng cái gì? Ông thầy này chưa hiểu biết làm sao minh, chưa sáng suốt quý vị nghe không? Không chứng minh nổi. Nên từ nơi đó muốn làm bỏ Thùng Tam Bảo là chứng minh đặc biệt nhất. Thùng Tam Bảo khỏi dính con người phiền phức. Nên từ nơi đó chùa mình Tết nhất về không có cái chuyện bỏ bao lì xì cúng dường cho quý thầy. Quý thầy tặng cho Phật tử thì được. Tại vì sao? Để cho mấy ông thầy ông yên, ông chống chải sạch sẽ. Thấy không? Tại vì chùa mình có cuộc sống, có cơm ăn áo bạn rồi. Đã có cơm ăn áo bạn là có người lo rồi. Bây giờ đi đưa cho mấy ổng này nặng nề chứ ạ. Không nhận đức thấy mấy ông thầy mình mà có tiền, bắt đầu là mấy ông thầy mình cái gì quý vị biết không? Có tiền bây giờ không biết xài sao, để chạy ra cái tiệm mà bán đồ pháp thí đồ này kia, chạy ra đó kiếm mua cái gì để kết duyên với Phật tử. Thấy phiền phức chưa? Phiền phức vô cùng. Mà nhà đức thấy mấy ông thầy mình mà có tiền ở trong tủ, mấy ông để tùm lum tùm la chứ, ông vứt tùm lum tùm la chứ. Tại vì sao vậy? Xài cái gì bây giờ trong chùa mình? Nên cuối cùng bị đưa mấy ông là có tội không có phước. Cúng dường Tam Bảo là có phước không có tội. Nó còn các chùa khác vị cúng dường có phước không có tội. Cúng dường chùa mình có tội không có phước. Nhớ cúng dường cho quý thầy nghe. Chứ cúng dường Tam Bảo thì có phước không có tội. Nó rõ ràng thấy không? Nhắc nhở rồi đó. Thí dụ như giờ trong chùa mình quý vị mua một cái món đồ gì mà vô đây mà cho các cụ đi, có tội không có phước. Mua đồ cho các cụ là có tội không có phước. Nhớ, đem đến chùa khác là có phước không có tội. Vì sao? Một cái nơi cho nhận là có phước không có tội. Một cái nơi không cho nhận có tội không có phước. Thí dụ như quý vị mua cái gì cho các cụ như kính đeo, hoặc là cái này cái kia cho các cụ già, quý vị đem đưa cho những đức thì có phước không có tội. Vì sao? Vì chính những đức coi có bà cụ nào cần những đức đưa là nó không bị lộn chúng. Như vậy thì có phước không có tội. Còn quý vị tự đưa, quý vị tự đưa và kết duyên với mấy bà trong chùa là có tội không có phước. Quý vị kết duyên quý vị sẽ có quả tay đến quý vị đó. Chờ xem, thử đi rồi thấy. Quý vị đem đồ, quý vị mua dầu, gió, quý vị mua này kia, gặp mấy bà già bệnh đau quý vị mua đem cho, quý vị sẽ gặp kiếp nạn quý vị coi. Những đức nói không phải dọa quý vị đâu. Thử đi quý vị sẽ thấy à. Vì sao? Vì bà sai phạm quy định những đức đưa ra. Ở đây thiếu cái gì những đức sẽ lo được mà. Mà quý vị lại ra mặt làm như vậy thì mấy bà chấp quý vị. Cuối cùng bà cần, bà sẽ hỏi quý vị. Hỏi rồi quý vị không có thì sanh phiền não. Quả tai đến rồi đó. Sắp sửa không đến chùa được rồi đó. Bình bình yên yên đi đến chùa chỉ nghe ông thầy và tu thôi, thì đi hoài qua năm suốt tháng không sao. Nhưng mà giao du thân thiết với người trong chùa thì có ngày quý vị sẽ khỏi đi đến chùa luôn á. Chờ xem. Quý vị sẽ sanh phiền não. Vô đây thì gặp bà đó, ông đó chỉ mặt quý vị nói này nói kia, cái này cái nọ, phiền phức có thấy chưa. Thà không có gì mà trở thành bình thường, có gì là có phiền não. Ở đây từ khi là những đức nói bây giờ chùa thiếu quá cần cái đó thì quý vị cúng dường là có phước không có tội. Còn những đức không nói gì mà quý vị tùy tiện đem vô đây cho đại chúng là có tội không có phước. Đây là trước ngôi Tam Bảo nói rõ ràng đó nghe. Đó. Hướng dẫn rất kỹ á. Những đức mong quý vị đi đến đây chỉ có niệm Phật,
Tất cả việc ở đây những đức gạo như đầm già rồi, quý vị còn đi tìm hiểu gì nữa. Tất cả việc trong chùa này những đấm như tầm bàn tay, những đức xây vòng vòng luôn, quý vị đi tìm hiểu chi nữa. Cái cõi đời này nếu nói về tròn hoàn toàn thì không có chuyện tròn nào hoàn đâu quý vị. Trong cái tròn nó có cái méo, trong cái méo nó có cái tròn, đúng không? Cộng tốt, quý vị muốn dài thì nó là dài thôi, nhìn bề dài thì nó là dài, còn nhìn tròn thì nhìn ngang. Nó nên tất cả cái góc độ gì ở cái cõi đời này quý vị muốn nó góc độ sao, muốn méo thì méo, muốn tròn thì tròn, nó muốn mập thì mập, muốn mơm mơm, cái góc độ nào nó cũng có thể nhận thức được hết á. Nên từ nơi đó con người sống ở cõi đời này, nếu nhìn về góc độ méo thì là méo, nhìn về góc độ tròn thì là tròn, nhìn về góc độ mập thì là mập, nhìn góc độ ốm là ốm à. Từ nơi đó đừng bao giờ cầu về cái góc độ mà mình đang nhìn, mà chúng ta nên có góc độ rộng, vì sẽ nhìn ra được tổng quát. Đặc biệt lắm, tu hành là phải rộng rãi cái tâm ra. Vậy thì quý vị đi đến chùa tu học an lạc lắm. Ngôi chùa, riêng ngôi chùa mình quý vị đi đến đây tu, không có cái chuyện gom góp cúng dường, không có chuyện bất cứ một cái phái đoàn nào mà gom góp cái gì cúng dường hết chứ. Cái đặc biệt nhất quý vị là tự ai muốn cúng thì cúng, lên xe tự trả tiền. Còn tôi là gì? Tôi là người dẫn dắt đi. Tôi cũng là phải nhẹ nhàng để tu. Vì sao? Không có tác dụng phụ gì mình. Còn nếu kéo dính vô là có tác dụng phụ gì mình. Nhớ, riêng chùa chúng ta, quý vị đừng bao giờ bận tâm cái chuyện dẫn đoàn đi tu mà quý vị phải cần đem tiền đưa cho những đức. Tốt nhất cúng dường tiền mình cũng không cần ra mặt. Vì sao? Vì không nặng nợ ăn tình. Vì sao? Cái gì gầy la thẳng tai, còn nếu không thì gầy nó vẫn bị đớ miệng, thiệt thòi cho ta. Đặc biệt nhất là ta làm sai bị gầy thẳng tai, bị mắng, bị la, đây mới là chỗ lợi ích cho mình. Còn nếu người ta không gầy mình mà để cho mình sai, đây là thiệt thòi cho mình. Nên chúng ta làm điều thiện chỉ cần Phật Bồ Tát biết, không cần người biết, tùy duyên mà làm, biết cũng không chấp tướng, vậy thì tuyệt vời, nhẹ nhàng, dễ tu. Trời ơi, nếu ngôi chùa nào mà cũng hướng dẫn gì là Phật pháp hưng thịnh cho gì biết. Mà ngôi chùa không thiếu thốn gì đâu, phước duyên lớn quá sao thiếu được, phước lớn sao thiếu. Nên từ nơi đó người ta ngoài đời đã gánh nặng vì chồng con, vợ con nhiều quá, người ta vô chùa mà còn đưa gánh nặng cho người ta nữa, phải đi gom tiền, đi góp tiền, nặng nề thêm. Nhưng mà cũng tội nghiệp cho họ, họ cũng muốn tạo phước, họ cũng muốn tạo phước mà không ngờ phước ở đâu không thấy, mà thấy quả tay đến không. Đi xin người này xin người kia, cuối cùng bị người ta la, người ta gầy, phiền não. Thôi đừng có làm việc này. Riêng ngôi chùa chúng ta, những đức nêu lên vậy cho quý vị học Phật, quý vị nhận thức đi. Nó, gia đình mình đã lo không xong rồi mà mình đi còn ôm đàm gánh nặng nữa. Trời ơi, đừng có nói mà thấy quý thầy mà tội nghiệp mà đi hộ trì. Quý thầy không có khổ đâu, đừng có tội nghiệp. Đi tu bây giờ còn sướng cha hơn người ta không tu nữa. Sao mà tội nghiệp được? Người ta ngoài đời người ta làm còng lưng người ta mới có cuộc sống. Tu giác bao 3 năm nè, đi làm 11 năm bị chửi kiếm ăn nè. Tôi đã biết nếm mùi được cái khổ đau của cuộc đời, tôi biết nè. Tôi đi tu bây giờ sung sướng 100 lần hơn ngày xưa tôi chưa đi tu á. Làm gì mà tội nghiệp. Thấy thầy tội nghiệp quá. Trời, tội nghiệp cái gì? Ngày xưa ngoài đời chiếc xe ông đa xịn chưa có đi, bây giờ đi sang hơi mà tội nghiệp gì? Thì nghĩ đi, trời ơi, nó là cha mẹ người ta rồi. Phước duyên của Phật mà nó cha mẹ người ta, còn tội nghiệp gì? Không có gì tội nghiệp cả. Những đức thấy rằng những đức bây giờ sung sướng hơn ngày xưa nhiều. Ăn có kẻ bưng. Trời ơi, quý vị nghĩ đi, nước có người gót. Muốn làm công kẻ đó. Tội nghiệp gì mà tội nghiệp, không có tội nghiệp. Những đức nói người tu mình sướng hơn người đời nhiều. Đừng có nói thấy ông thầy trẻ đi tu thấy tội nghiệp, cái gì cũng đưa. Đưa là chết. Đưa là nó chầm lưng đọ lạc á, bậy bạ quá. Phải nhận thức sáng suốt nghe chưa. Ít ai mà nói gì lắm quý vị. Nhưng đức nói gì cũng không đụng chạm ai đâu. Nói gì mấy vị thầy người ta cũng nghe, người ta cũng vui. Nói là cái tâm này những đức nói bây giờ nó vui lắm quý vị, nói nó thoải mái lắm. Nó không phải nó bực bội gì, hiểu không? Đó này là nói xác thực, và nói xác thực mình nè. Chứ nhìn đâu ra, đây mình là xác thực dễ nhìn nhất nè. Những đức thấy những đức đi tu là sướng cha mẹ người ta hơn nhiều người lắm rồi. Chứ ngày xưa mà những đức mà không đi tu, những đức con chó ghẻ ngoài đời, ăn nhậu bê tha, ói mửa, nằm trên đống mửa. Được cái gì?
nhờ nương vào Phật mà được như ngày hôm nay. Mà có những người nói thấy thầy ăn chay đi tu tội nghiệp quá, thấy thầy nói chuyện thầy ho, những đức nói ngày xưa tôi giác công đoàn ho ra máu luôn, thấy chưa thấy ai để ý tới. Bây giờ giảng pháp lâu lâu ho một câu thấy tội nghiệp mua thuốc cho uống, nó a di đà Phật. Thôi tôi không phải công tử, giang hồ lãng tử mà, chứ không phải công tử đâu, này công dòng. Từ nó không bao giờ tạo một con người yếu đuối đâu quý vị. Người tu hành đúng ra phải tạo người mạnh mẽ mới đúng chứ, làm sao tu hành mà trở thành người yếu đuối được, yếu đuối làm sao tu hành được quý vị. Rồi ngày xưa Đức Phật, đệ tử Đức Phật là toàn là người mà giàu sang đi tu mà trở thành người cứng cỏi mạnh mẽ không. Còn mình bây giờ người á, ngoài đời khổ đau đi tu trở thành người yếu đuối. Tại vì sao? Vì được lo lắng đầy đủ nó yếu đuối luôn à. Ngộ với con người mà được lo quá nó yếu quý vị. Giống như một cái cây hay gì, mình chăm lo nó hoài là cây này nó yếu à, không tưới nữa là nó chết. Còn để nó tự lực cánh sinh thì khả năng nó sống cao lắm, hiểu không? Con người phải tập cho mình có năng lực sống cho nó cao, đó mới là thương người ta. Đừng có tạo cho người ta yếu ớt, đó mới là hại người. Nó nên quý vị coi, nên hào Phật tử mà biết những đức rồi, ngày xưa còn mua sữa mua đồ này kia, giờ nghỉ mua, dứt sữa. Trời ơi, khỏe re trẻ như vậy mà mua đồ ăn xịn đồ này kia cho ăn đầy đủ, ăn với thành con heo mập luôn. Tu hành cái gì cho, cứ để nó tu bình thường đi. Người ta ăn sao nó ăn vậy à? Vậy đó, nó không có dính dáng với ông thầy. Lo cho chồng mình đi, đúng không? Mình biết Phật pháp mình lo cho chồng mình đàng hoàng đi, lo cho vợ mình đàng hoàng, lo cho gia đình mình đàng hoàng á, chứ đừng có lo cho cái mấy cái người khác. Mình chỉ nghe đạo là mình cảm ơn người ta, mình tu là mình người ta mừng rồi, chứ ai mà đi kêu quý vị lo cho người ta. Rồi tôi cũng không muốn như vậy nữa, vì sao? Tôi không muốn dính dáng phiền phức, nó làm cho bị khó khăn nữa chứ. Chứ mấy cô nó nói cũng dễ dụ lắm. Đã quý thương rồi là nói sao cũng nghe. Nên từ nơi đó mà nói thẳng gì nè, để gặp mấy cái keo khác không bị dụ, thấy không? Cảm ơn nha. Nó thấy chưa? Thì nghe Phật pháp thì nghe quý vị thấy như đức nói đơn giản không? Đang giỡn luôn đó. Đơn giản như đang giỡn luôn, thấy không? Mà vậy đó mà Phật pháp này sống động á nghe. Nó bây giờ Phật pháp này nói đau chân thì thẳng chân đi, đừng có ngại. Sống động không? Nó sống phải động chứ. Sống mà không động là chết á. Phật pháp là sống động, nên nó đó mới phù hợp vào cuộc sống. Còn Phật pháp mà không sống động là Phật pháp chết. Phật pháp mà chết sao truyền rộng được? Phật pháp mà chết là Phật pháp cũ rít, thì làm sao mà theo thời đại? Phật pháp đi vượt qua thời đại vì trí tuệ vượt thời đại. Còn nếu như lấy cũ rít thì Phật pháp này tiêu rồi, ai mà tiếp nhận? Có nhiều người người ta nghĩ rằng Phật pháp cũ rít người ta không tiếp nhận, nhưng không ngờ Phật pháp áp dụng trong cuộc sống đặc biệt an lạc tốt đẹp. Quý vị muốn phát triển làm sao, Phật pháp cũng phát triển hơn hết chứ. Tại vì trí tuệ nó siêu vượt thời gian. Từ nơi đó ai mà không tiếp nhận Phật pháp? Nhà khoa học nào không tiếp nhận Phật pháp? Tại vì không hiểu thôi. Chứ hiểu rồi lấy Phật pháp phát triển khoa học mới cao, chứ không có cái chuyện khoa học mà phát triển Phật pháp. Lấy Phật pháp phát triển khoa học thì đỉnh cao mới là cao được. Còn nếu lấy khoa học mà phát triển Phật pháp, trong khi đỉnh cao mọi vị đi lấy cái thấp đi để nâng lên sao được? Cái cao nó nâng cái thấp nó mới lên được. Cái này lấy cái thấp mà nâng cái cao không có cửa đó đâu quý vị à. Lúc nhà khoa học chưa biết gì thì Đức Phật đã thấy rõ như trong tầm tay rồi. Đức Phật đã biết rõ ràng hết trơn sự việc nhân sinh sao sao rồi. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới là một nhà khoa học cao nhất của nhân sinh này đó quý vị. Nên tất cả những người học thức cao gì cũng phải cần học Phật pháp đó chứ. Vì học cao nhưng mà thật sự quý vị chưa hiểu được cái nhân sinh sống và con người vô thường sao đâu. Vậy thì đỉnh cao này vẫn kém cỏi lắm. Từ nơi đó học cao phải tìm hiểu thêm nhân quả trong Phật pháp đi. Vậy thì mới nâng cái đỉnh cao của học thức mình lên được. Nên phần nhiều bây giờ là học tri thức, còn Đức Phật là trí tuệ. Tri thức và trí tuệ, tri thức làm sao có thể mà so sánh cùng trí tuệ của Phật được. Trí tuệ là siêu vượt thời gian, tri thức là cái chết nằm một chỗ. Nên nhiều người bây giờ người ta viết một quyển sách đó, người ta nói dạy người làm giàu, đó là tri thức chết cứng. Còn trong Phật môn sống động vô cùng, bất cứ một thời đại thì sao cũng có thể dùng được hết trơn á. Nói nhân quả chỉ cần hai chữ này thôi đã bao gồm hết trơn rồi. Nhân quả thì rộng vô cùng. Còn tri thức là một quyển sách chết, có thể dùng cho một hai người nhưng không dùng cho nhiều người.
Còn trí tuệ thì người nào cũng dùng được hết. Trí tuệ thì ai dùng cũng được hết trơn á. Chỉ cần có trí tuệ thì bất cứ vị trí nào cũng là vị trí đặc biệt. Còn tri thức thì khó dùng lắm mấy vị, vì nó nhiều văn tự trong đó cao siêu, trao chuốt, nên có nhiều người ta nghe không hiểu. Nhưng trí tuệ thì hạng người nào cũng tiếp nhận được. Nên câu ai với Đà Phật là trí tuệ nên ai cũng niệm được, đúng không? Đặc biệt không? À, những điều chia sẻ ở đây nếu quý vị có thể nắm được thì quý vị thấy câu Phật hiệu này tuyệt, tuyệt vời, tu học quá tuyệt vời, đúng không? Sống động vô cùng, nó không phải chết cứng bao giờ. Thí dụ những đứa gặp một người, những đứa không muốn nói chuyện với họ, nhưng vừa gặp họ những đứa nói chuyện. Vì sao? Vì trí tuệ. Lúc vừa gặp người này là không muốn nói chuyện vì thấy không có duyên nói chuyện với người này, nhưng vừa gặp mặt người này thì thấy có duyên thì nói chuyện. Đó là Phật pháp sống động. Những đứa có khi không muốn tiếp người, nhưng vừa gặp người là những đứa tiếp liền. Các anh em nói, ủa sao thầy nói thầy không tiếp? Tại vì gặp mặt người này thấy người này với mình có duyên vậy quá phải tiếp. Nên Phật pháp sống động chưa? Sống động vô cùng, nó không có bị chết cứng chút nào cho quý vị. Đó, nên nó đều theo cái chiều hướng của tự nhiên và duyên phận. Vậy thì tuyệt lắm. Có duyên thì đến mà, hết duyên thì xa. À, duyên đến đừng chấp, duyên xa đừng buồn. Vậy thì quý vị tu an lạc rồi, tuyệt vời rồi. Nó nên Phật pháp cho mình sự an lạc. Nhớ nè, bài học tập chúng ta hôm nay học tập là niệm Phật chuyển hóa tâm bệnh. Hồi nãy tới giờ phần nhiều là tâm bệnh. Tâm bệnh giải quyết được thì thân bệnh này khỏi lo, xong rồi đó. Tâm bệnh mà giải quyết được thì thân bệnh này nhất định không có cần phải sợ nữa. Sợ nhất là tâm bệnh chắc chứa nhiều thứ, hiểu không? Chắc chứa nhiều thứ. Thí dụ như bây giờ vợ chồng đến với nhau, sống với nhau, lỡ hết duyên chia tay ly dị, gặp lại nhau cũng A Di Đà Phật, biết tu mà, hiểu không? Còn không biết tu thì chào anh, đường ai nấy đi thôi. Gặp nhau chào anh, chào em. Chứ đừng có cái kiểu mà mang cái tâm tư trong lòng mà gặp nhau mà không chào, hoặc là thấy đi trên đoạn đường, thấy ổng đi đường kia, mình đi đường này, tự nhiên xẹt đường khác. Đó là mình tránh né. Mình phải đối mặt sự thật mới được. Không có tránh né gì chứ nha. Có gì đâu mà tránh né. Bao nhiêu con người xa lạ mình gặp nhau còn chào nhau được. Người đã từng quen tại sao không chào nhau? Nên có những người chúng ta ôm ấp cái nỗi khó chịu trong lòng, cảm thấy gặp nhau bỡ ngỡ, đó là cái khổ đau của nội tâm. Cỡ mở ra đi, cỡ mở ra, dù do là không còn tình yêu cũng còn tình bạn chứ, hiểu không? Nó nên hiểu được nguyên lý này thì tức khắc quý vị không bao giờ tạo ra cái mối thù làm chi cả. Có những cái nó không phải thù, nhưng mà là do gì gặp nhau chánh mặt mà thành thù. Từ cái nhóm lửa nhỏ mà không dập tắt nó trở thành nhóm lửa lớn. Nên con người sống phải đối mặt với sự thật mà thôi quý vị. Việc gì cần đối mặt là phải đối mặt thôi, không phải tránh né mà giải quyết vấn đề được đâu, hiểu không? Đó, nên chúng ta khổ là phải đối mặt với cái khổ thôi, sung sướng là phải đối mặt cái sung sướng thôi. Nên Phật pháp dạy chúng ta trong tất cả mọi hoàn cảnh phải giải quyết vấn đề. À, nên hồi tối những đứa có nói một câu với nhiều người, những đứa nói một câu, cái chuyện giữa vợ chồng gia đình sống với nhau thường hâm nóng gia đình. Như chùa mình mỗi tuần hâm nóng nè, quý vị mới tu được nè, an lạc. Một ngày tu an lạc mà, vậy thì gia đình quý vị cũng phải hâm nóng. Nếu không còn chồng thì hâm nóng con cái, để gia đình của mình nó có một cái tình cảm sống với nhau, chứ đừng có để cho nó xa cách. Còn vợ chồng thì phải thường hỏi han về công việc của vợ chồng, đừng bao giờ bỏ lơ đại. Có khi chồng mình có vấn đề gì mình không hỏi nó không nói, vợ mình có vấn đề gì hoặc đi ra đường ai chọc ghẹo nó mình không hỏi nó không nói, lâu ngày cái thằng kia chọc ghẹo giết vợ mình siêu lòng sao, đúng không? Có tiền nhưng gia đình tan nát không có được cái gì chứ. Nên chúng ta phải thường hâm nóng, hỏi han. Anh có gì có lỗi hay không? Em nói thẳng đi. Anh có lỗi gì không? Em nói thẳng đi. Thì hai bên nó cởi mở với nhau thì hạnh phúc gia đình nó mới tràn ngập được. Còn nếu như mình để một nhóm lửa nhỏ mình không nói, nó ngầm ngắm trong tâm á, nó nặng nề từ từ rồi nó thành một nhóm lửa lớn, nguy hiểm lắm. Nhiều gia đình là không phải tan vỡ đó quý vị, mà là do gì một nhóm lửa nhỏ đó mà làm tan vỡ gia đình. Đừng bao giờ xem thường một nhóm lửa nhỏ nha quý vị. Đừng bao giờ xem thường một con rắn nhỏ nha. Đừng bao giờ xem một chú tiểu nhỏ mà xem thường. Nên từ nơi đó đừng nên xem thường. Những cái gì cần giải quyết phải giải quyết đi. Nên trong nội tâm mà không vui đem ra, để có Phật hiệu vào. Cứ đi đứng nằm ngồi A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Cứ chân thật mà niệm Phật thôi. Cứ lão thật nhớ Phật niệm Phật, làm việc gì cũng niệm Phật. Rồi đem vào môn tịnh độ, dùng nhiều phương tiện để giải rộng ra.
sẽ khắp nơi nơi mọi người được nghe pháp môn Tịnh Độ. Vì mình tu được an lạc nên muốn đem cái sự an lạc này chia sẻ cho người khác, có cái tâm như vậy đó. Còn khi mua cái gì trả tiền cho người ta cũng chào người ta, kệ, đọc đại một câu A Di Đà Phật vậy thôi, có tâm vậy đó. Rất nhiều người chúng ta sống ở cõi đời này nội tâm buồn khổ, như giận hờn, trách móc, đố kỵ, hơn thua, đủ chuyện. Từ cái tâm buồn khổ đó mà nó sanh ra thân bệnh. Quý vị để ý, cái tâm bệnh nó còn đáng sợ hơn thân bệnh. Có khi mình buồn giận một người nào đó là một đêm đó mình ăn không ngon, ngủ không yên, nó cứ nằm trằn trọc khó chịu vô cùng. Nhưng khi mà nội tâm của mình nó thoải mái, buông xuống được những cái điều nặng nề đó, cái là tức khắc mình thấy mình vui vẻ tự tại. Nên cái chuyển được tâm bệnh quan trọng. Mà muốn chuyển được tâm bệnh thì cái tâm này phải nhớ Phật nó mới chuyển tâm bệnh. Con người mình đem cái tâm mà nó ký gỡ vào chỗ nào thì nó phát triển chỗ nấy. Thí dụ như giờ mình sinh con ra, mình đặt vấn đề nặng nề về cái việc mà cái tương lai của đứa con này nhiều quá, thì nó đặt vào đứa con. Mà đem cái tâm mình nó lại đặt vào con người, mà tâm con người thì nó long nhong, nó nhảy đầu này nhảy đầu kia như con khỉ. Mà mình đặt cái tâm mình vào cái con khỉ đó, để nó long nhong, để mình chạy theo nó, để mỗi ngày mình nặng nề, mình khổ tâm. Nhiều người ngồi hôm nay mình suy nghĩ đi, nó đi đâu nó chưa về cũng lo, nó về rồi thì thấy cái mừng, thấy đứa con nó vui mình cũng thấy vui theo, thấy đứa con nó buồn mình buồn theo, thấy đứa con làm ăn được cái mừng, thấy đứa con làm ăn không được cái buồn, thấy vợ chồng nó hạnh phúc mừng, thấy vợ chồng nó kình lộn buồn. Rất là nhiều người chúng ta, quý vị biết rằng mình sống mà mình đem cái tâm mình nó ký gỡ những cái thứ gì đâu không, hiểu không? Ký gỡ vào những cái chỗ mà nó không cần thiết. Nhớ, từ nơi đó mà mình gặp pháp môn niệm Phật này rồi, mình đem cái tâm mình ký vào câu A Di Đà Phật, nên nói là niệm Phật diễn tâm bệnh thân bệnh. Niệm Phật là nhớ Phật. Nhớ Phật nó không nhớ những cái thứ ngoài câu Phật hiệu thì nó mới chuyển được những cái thứ đó. Mà những cái thứ ngoài câu Phật hiệu là quý vị biết rằng là đời này hay nhiều đời nhiều kiếp là chúng ta cứ bận tâm về nó mà nặng nề mãi, không sợ xong. Mà đời đời kiếp kiếp vẫn không sợ xong, chứ đừng nói chi là đời này. Đã là đời đời kiếp kiếp rồi đó, nó không sợ xong. Cái việc vợ, việc chồng, việc con, việc cháu là đời đời kiếp kiếp chúng ta đã đến cái cõi đời này không giải quyết được. Có những người mà từ khi hiểu biết chuyện có gia đình và tạo ra một gia đình và có con cái, sống mấy chục năm cuộc đời của mình vậy mà giải quyết không xong, giải quyết hoài vẫn là không xong. Không có thì cầu cho có, mà có rồi thì cũng giải quyết không được luôn. Nó nặng nề, nó khổ đau cùng cực. Nên mới nói là niệm Phật chuyển tâm bệnh. Khi hiểu rồi thì mình mới tin rằng cái phước duyên của mỗi người vậy. Khi hiểu rồi cái phước duyên của mỗi người, vậy thì mình đem cái tâm mình ký gỡ vào câu Phật hiệu. Còn nếu như mà mình nghĩ rằng là con người là do mình tạo ra, sự nghiệp của họ là do mình sắp xếp, vậy thì mình khổ rồi quý vị. Rất là nhiều người thông minh đều là do ngay cái bệnh là gì? Nghĩ rằng con người là do mình sắp xếp ra, sự nghiệp con người là do mình chỉnh đốn được. Không phải đâu. Người hiểu biết không làm việc này đâu quý vị. Không làm việc này. Người ta chỉ dạy họ thôi, chứ người ta không dính mắc họ đâu. Còn mình là người dính mắc họ. Sự chỉ dạy thì ít, mà sự dính mắc thì nhiều. Nên tự mình là chuốc cái khổ đau
triền miên. Tại vì sao? Vì mình cấm ngay cái khổ mà kêu nó không phát triển cái khổ. Giống như mình đi đến cái chỗ nóng bức thì mình phải chịu nóng bức thôi. Còn nếu như mình đi đến cái chỗ mát mẻ thì nó mát mẻ thôi quý vị. Ăn thua là mình chọn, cái tâm này là nó quyết định cho cái cuộc đời mình. Nên nhiều người chúng ta phải suy nghĩ là cái tâm bệnh của mình quan trọng, mà vô cùng là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm quý vị. Quý vị suy nghĩ rằng những đứa lúc trước ngoài đời chỉ có một mình mà nó cũng bận tâm cũng lo. Thì bây giờ số lượng đông người như vậy mà sự bận tâm lo nó còn ít hơn ngày xưa một mình. Vì là sự lo này là do từ cái tâm mình nó phát triển ra. Nó cứ bận tâm lo vì cái tâm ích kỷ đó mà nó lo cho mình nên nó nặng nề. Bây giờ khi mình lo cho người thì mình nghĩ rằng mỗi người có phước duyên, nên mình không có đặt vấn đề nặng nề, nên đó nó thông tâm. Quý vị biết vì sao mà chúng ta khổ gia đình mình không? Vì mình nghĩ đây là con cháu mình, đây là người thân mình. Mà nó có một cái tâm như vậy rồi thì con người nó triền miên khổ đau, cứ khổ mãi. Nên Phật mới nói là cái tâm ái nhiễm là tâm khổ đau. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. Cái món nợ tình cảm này khó sở ra lắm quý vị à. Rất là khó sở ra. Con người mà sống trong tình cảm mà không bị tình cảm buộc ràng, điều này không đơn giản. Nhưng mà con người nếu không có tình cảm thì con người này không đúng. Thí dụ như con người mà không có tình cảm thì không khác nào cây khô. Mà con người có tình cảm mà bị tình cảm buộc ràng thì con người này trong lục đạo. Mà con người sống trong tình cảm mà dùng tình cảm để đem Phật Pháp áp dụng vào để mà tu hành chính nội tâm mình không bị buộc ràng thì đây là người có trí tuệ. Nên dùng tình cảm để mà gieo duyên với chúng sanh, rồi chúng sanh nghe lời mình, rồi mình mới hướng dẫn tu hành. Còn nếu như mình dùng tình cảm mà mình bị dính trong tình cảm, vậy thì mình khổ đau triền miên không ra được. Cái việc này rất là khó, không đơn giản quý vị à. Ít ai mà vượt ra khỏi tình cảm. Thí dụ như bây giờ quý vị đi đến chùa, những đức không có dùng cái lời gì mà nói rằng là quý vị phải cần dính mắt tới những đức cả. Những đức chỉ là đem những cái điều chúng ta cùng tu để chia sẻ thôi. Cùng tu để chia sẻ, chứ không có nói cái việc mà những đức tạo ra một cái nhân duyên gì để mà chúng ta phải buộc ràng nhau chứ. Phải nhớ là việc gì ra việc nấy. Chúng ta đến với nhau là kết duyên thôi, đến cõi đời mà. Còn ngoài ra tất cả những sự việc gì của những đức đúng hay sai, được hay mất, đó là chuyện của những đức, không phải chuyện của quý vị. Còn chuyện của quý vị là chuyện của quý vị ở nhà quý vị, chứ không phải chuyện của những đức. Đi đến đây chúng ta cùng ngồi với nhau chia sẻ Phật Pháp, cùng tu, chứ nó không có dính dáng cái chuyện giữa tình cảm giữa những đức với quý vị. Chứ không phải là những đức dùng lời nói của mình khéo léo để mà buộc ràng quý vị, để cho quý vị dính mắc những đức. Rồi sau này dù những đức làm sai điều gì, quý vị chẳng phải ủng hộ những đức, quý vị phải lao theo những đức, quý vị phải binh những đức. Nếu con người hướng dẫn mà có cái tâm này là tâm tội lỗi lắm quý vị. Tâm này không phải là tâm của người tu hành. Nhớ cái câu một mình dễ đi hơn. Nhớ mình là người tu hành phải hiểu cái nguyên lý này. Chính chúng ta có khi đi không nổi, đừng nói chi mà càng người khác. Chúng ta chỉ là động viên tinh thần để người cùng đi thôi. Giống như ngồi trên một chiếc thuyền, chúng ta là rủ người cùng bơ. Nếu người ta không bơ, mình cũng phải bơ cho nó chậm. Nhưng nếu mọi người cùng bơ thì nó nhanh. Phải nhớ đó. Từ nơi đó mà nghe Phật Pháp phải hiểu. Nó phải thông cái tâm này nè. Nên những đức ở trong Phật Pháp gần 12 năm nay, xin thưa quý vị, những đức không có Phật tử. Đây là lời nói rất thật lòng. Những đức nói câu này rất nhiều lần, rất nhiều người vẫn không tin. Có người tu bao nhiêu chục năm vẫn không tin quý vị. Không tin. Không tin là hiện tại những đức làm tất cả việc trong ngôi Tam Bảo, tất cả chương trình những đức tổ chức, chưa bao giờ những đức nhờ giả một người nào hỗ trợ những đức hết. Người tu bao nhiêu chục năm vẫn không tin. Mày không nhờ ai hỗ trợ mày sao mày làm? Những đức nói rằng cái việc làm này là việc làm mà tâm chư Phật Bồ Tát muốn làm. Nên khi quý vị làm là nó cảm tâm, vì chúng sanh là Phật tương lai. Nên khi quý vị làm một việc lợi ích thì nó cảm với tâm của Phật Bồ Tát đó đó. Quý vị nói Phật Bồ Tát nào gia hộ? Quý vị chỉ cần làm điều thiện thì có người thiện đến nè. Quý vị chỉ cần làm điều ác là có người ác đến thôi. Thiện nó chiêu cảm thiện, ác nó chiêu cảm ác. Quý vị làm một điều thiện thì tức khắc người thiện cùng chúng ta làm thôi.
Còn nếu như quý vị nói rằng khi làm một việc gì mà quý vị kêu gọi, quý vị nhờ giả tôi làm việc đó đó, quý vị giúp giùm tôi, Phật tử hỗ trợ tôi, nhận đức không bao giờ có người đó. Còn với khả năng làm việc là dưới khả năng nhận đức làm. Xin thưa quý vị, nếu nhận đức có nhờ một người thì câu này nhận đức không nói được. Có nhờ một người cũng không nói được. Thì nhận đức rõ ràng là 12 năm nay nhận đức đi tu, nhận đức thấy rõ ràng chính nhận đức không có một Phật tử nào nói là khi cần cái gì là tôi gọi điện thoại người đó mới hỗ trợ. Nhưng trong Phật môn phần nhiều đều là phải có chuyện đó, ai cũng phải nhờ giả như vậy hết. Nên khi đi đến chùa là phải tiếp người đó khác hoàn toàn. Còn nhận đức thì không có. Nhận đức chưa bao giờ ăn cơm chung với bất cứ ai hết. Ăn cơm là ăn cơm chung với đại chúng, chứ không có ăn chung riêng biệt với bất cứ người nào, giàu hay là nghèo, tình cảm hay không tình cảm gì hết. Nhận đức đi tu, cả bạn thân của nhận đức, nhận đức cũng không ăn cơm chung luôn. Đi đến chùa là cùng ăn cơm với đại chúng, hoặc là lễ lọc nhận đức ăn cơm một mình, hoặc là ăn cơm với cùng với tất cả anh em trong chùa thì có. Đây là cái việc xác thực 100%. Nên nhận đức càng đi tu càng thấy tự tại, càng an lạc là gì? Vì nó không có bị tình cảm buộc ràng. Thật sự mà nói, mình một ngày cũng ăn 3 buổi cơm, dạy gì đi làm cái chuyện mà đem mình ra để mà ôm đàm cực khổ. Người ta cũng ăn 3 buổi cơm, mình cũng ăn 3 buổi cơm, người ta cũng sống như vậy, mình cũng sống như vậy. Dạy gì mình để ra mặt để mình làm cái chuyện ôm đàm để nặng nề, dính tình cảm để rồi khó nói chuyện với nhau, mà cuối cùng cũng trở ngại rồi quý vị. Thật sự mà nói, quan trọng nha, cái câu món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. Chúng ta khó vượt qua lắm. Tình cảm vợ chồng mặn nồng khó vượt qua. Khi một hơi thở thở ra không hít vào thì có sai không? Chúng ta chết đi làm cô hồn, chúng ta kêu chồng chồng, nó có nghe không? Chúng ta bệnh đau, chồng hay vợ có chia được cái đau đó không? Không. Chỉ là cái ăn thì chia một miếng. Bận đồ thì có thể đưa bộ đồ cho bạn, nhưng mà nam cũng khó thế nào đưa bộ đồ nam cho nữ bạn được. Chỉ lo thôi. Nhưng mà thật sự mà nói, về cái bệnh là quý vị bó tay. Chúng ta thấy người thân mình sắp sửa chết, chúng ta bó tay. Nhìn từ góc độ này thì con đường này quý vị phải công nhận rằng một mình dễ đi hơn. Nên nhớ đó nghe quý vị. Nên đừng có mang cái nội tâm nặng nề. Con người mà mang cái nội tâm nặng nề là vì cái tâm hẹp hòi quá, nó mới nặng nề thôi. Con người mà càng hẹp hòi thì càng khổ đau à. Thường hẹp hòi nhiều thì không vừa lòng, không vừa ý. Khen thì mừng mà chê thì buồn. Đây là tâm hẹp hòi đó. Cái người mà tâm mở rộng là không bao giờ có trạng thái này đâu quý vị. Nên tu học để làm gì? Để mở tâm lượng ra. Mở tâm lượng rộng ra đi quý vị. Bây giờ quý vị coi á, hai bên ngôi chùa đông như vậy, những đức vẫn mỗi ngày sống bình thường. Vậy thì cuộc sống ngoài đời những đức ngày xưa một mình, dịp Tết này những đức cũng đang lo quá trời nè. Bây giờ đi làm, bây giờ làm thêm giờ để mà kiếm tiền thêm nè. Còn bây giờ bao nhiêu người trong chùa đông vậy, những đức có làm thêm giờ không? Không. Không có làm thêm giờ gì cả, cũng là bình thường như những ngày thường luôn. Quý vị biết rằng cái đặc biệt của con người chúng ta tu học niệm Phật nha quý vị, có thể luyện được chính mình là ngày nào cũng là ngày Tết. Chúng ta khổ ngay cái chỗ là sắp sửa tới Tết rồi, trong khi những đức thấy ngày nào cũng là ngày bình thường á. Ngộ thay đi tu mới thấy ra là ngày nào cũng là ngày bình thường. Quý vị suy nghĩ đi, bây giờ bộ đồ những đức đang bận đây thì Tết những đức cũng bận thôi. Hơn một năm nay hai bộ đồ này quý vị lúc nào thấy những đức cũng là cái bộ đồ mà những đức bận mỗi ngày bình thường đó. Còn quý vị đi đến đây ngày Chủ nhật thì quý vị thấy những đức bận bộ đồ này và cái y này, lâu lâu thay đổi một bộ y gì đó thì ngày Chủ nhật. Nhưng mà hai bộ đồ bình thường những đức bận thì quý vị coi ngày Tết hay là ngày bình thường những đức cũng bận. Quý vị thấy những đức bận bộ đồ đó thì cũng kêu thầy những đức hay chú những đức. Quý vị thấy những đức bận bộ đồ khác cũng là cái tên đó thôi. Cái vui hay là buồn là do nội tâm nè, chứ không phải là do bộ đồ hay là chiếc xe. Nhưng con người chúng ta đem niềm vui nó đặt vào bộ đồ và chiếc xe, nên cuối cùng chúng ta bị ngoại cảnh nó dẫn dắt mình. Nên vui hay buồn chúng ta đã bị ngoại cảnh chuyển biến. Chúng ta tại sao không làm chủ được? Là niềm vui là do mình quyết định, buồn khổ cũng do mình quyết định. Muốn buồn thì buồn, muốn vui thì vui, chúng ta quyết định mà. Nếu quyết định được chỗ này thì cuộc đời chúng ta quá tự tại vì. Thực sự mà nói, cuộc đời con người có lúc thăng có lúc trầm, chuyện này bình thường thôi.
Có thành công thì có thất bại, có thương yêu thì sẽ bị ghét thôi. Chúng ta lúc còn trẻ đã được thương yêu nâng niu, đến một ngày nào chúng ta bị chửi mắng và đánh đập, chuyện này có thương thì có ghét thôi. Dưới cõi đời này cho chúng ta phân được cái nặng nhẹ của thiện ác và nặng nhẹ về thương ghét, để cho chúng ta nhìn được cái vô thường. Người ta thương mình thì có người ta ghét mình, người ta nâng niu mình thì có khi người ta cũng bỏ rơi mình. Đây là cái để cho chúng ta nhận thức được cái cõi đời này là giả tạm. Nếu luôn luôn là thương yêu thì chúng ta không thấy được đó là giả tạm. Nên có thương yêu nên có ghét. Ghét mình khổ đau mới thấy được tất cả những tình thương ngày xưa. Bây giờ đổi lại là cái khổ đau. Có khi được thương trước, sau này lại bị ghét nhiều. Có khi thì trước bị ghét nhiều, sau lại được thương nhiều. Có nghĩa là cái cuộc đời thương và ghét được vào mắt này, nó cứ lộn vòng vòng chúng ta trong cái vòng lẩn quẩn đó mà không thoát ra được. Nên mình là người niệm Phật, A là Vô Di Đà, là lượng Phật, là giác. Nó thoát ra được chỗ đó là giải mã được nội tâm. Nếu giải mã được nội tâm thì quý vị sẽ giải được cái thân bệnh. Không phải là quý vị sanh ở cõi đời này mà không bệnh đâu, nhưng mà tâm nó không bệnh. Thân bị bệnh chúng ta hiểu được là do gì chúng ta giải được tâm bệnh, nên có trí tuệ để nhận thức. Nên cái thân bệnh chúng ta nhìn được vô thường, không khổ đau gì thân bệnh. Vì chúng ta biết cuộc đời đến thế gian sớm muộn gì cũng chết. Vì Phật đã nói có sanh thì có già, có bệnh thì có chết. Nhắc rõ ràng cho mình biết, biết được chỗ này rồi thì tức khắc chúng ta sẽ không bị nặng nề chỗ đó, mà chí thành niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Nguyên lý là như vậy. Nhớ. Nên mỗi một người mình phải cần nghe để mà nhận thức được cái cõi đời này. Đừng bị nó buộc ràng. Quý vị nhớ, thành bại là ở thế gian này bình thường lắm. Cuộc đời những đức đã cho lên mình một tư tưởng, một bài toán nè. Dù những đức có mở 100 đạo tràng đi chăng nữa, những đức chưa bao giờ nghĩ việc đó là việc quan trọng quá. Rất là nhiều người chúng ta nghĩ rằng việc này là việc quan trọng quá. Không có việc gì quan trọng quá bằng cái tâm mình an lạc đó quý vị. Nội tâm an lạc là quan trọng nhất. Nhớ. Có khi sự nghiệp của cuộc đời lớn lao đó là sự bận tâm. Đây không phải trong Phật môn nói rằng đó là việc quan trọng đâu quý vị. Ở thế gian này không hiểu thì lớn thiền thì gặp sóng lớn. Nhớ. Từ nơi đó cuộc đời này chúng ta hãy tùy duyên đi. Những đức chưa bao giờ suy nghĩ rằng làm việc lớn lao gì cả. Việc lớn lao nhất của tôi là mỗi ngày được niệm Phật. Tôi sống rất an lạc. Tôi sống rất là tốt. Quý vị thích khổ thì cứ khổ đi. Quý vị thích buồn thì cứ buồn đi. Tôi mỗi ngày sống rất là vui. Quý vị nói ích kỷ hay không? Không. Không ích kỷ. Quý vị mà còn chưa được vui, chúng ta còn chưa được giải thoát, thì đừng nói chi cái diện giúp được ai. Chỉ là một lời nói suông thôi quý vị à. Nói suông thôi. Giống như hồi sáng nói một câu. Quý vị này tu mấy chục năm, ông phát lời nguyện rằng ông làm ông lái đò đưa khách sang sông. Những đức kép vào lời của chư tổ có một đoạn. Chư tổ cũng từng nói câu đó. Cuối cùng gặp một chặng bệnh thì ngã ngửa. Còn ông này chắc chưa bệnh nên chưa ngã ngửa. Chúng ta làm ông lái đò đưa khách sang sông được bao lâu? Rồi chúng ta chết, chúng ta nhập thai là mê khi kết ấm. Rồi chúng ta còn có đủ trí tuệ nhận thức được tiếp tục làm ông lái đò đưa khách sang sông không? Rất là nhiều người có tâm lượng rất là lớn quý vị. Có khi biết có một tịnh độ tốt, trộn đi chỗ này chỗ kia để giúp người. Cuối cùng thời gian sạc cánh, đi đầu này đầu kia, đi giúp người, đi khuyên người tu, đi khuyên người niệm Phật, đi hộ niệm cho người ta. Nhìn thì việc như là Phật sự, nhưng cuối cùng sạc cái tâm này luôn. Vì sao? Không dụng công niệm Phật. Họ nói rằng trời, tôi đi niệm Phật, tôi đi hộ niệm là niệm Phật á. Quý vị không có rõ ràng thời gian và không dành nhiều thời gian để mà bình tĩnh tâm, để nhìn thấu buông xuống. Đi nhiều nhưng chấp tướng. Thích vui mà đi, đi lâu thích vui mà đi. Rồi đi nhiều người tán thán nên chấp tướng mà đi. Rồi làm được việc đó, được nhiều người khen, thích mà đi. Cuối cùng cái tâm đó nó quay ngược lại, phước hữu lậu nó quật ngược quý vị. Cuối cùng sạc cái tâm giải thoát. Cái tâm giải thoát đó sạc rồi thì nghiệp quả đến quý vị là nó đủ luôn. Nhiều người lắm á. Nên chúng ta là người niệm Phật, quý vị nhớ nè, chúng ta được cái nhân duyên đi đến đạo tràng này, bây giờ đến ngồi niệm Phật. Tại sao quý vị không gầy dựng đạo tràng trong tâm quý vị?
Quý vị đừng bao giờ nghĩ đạo tràng này nó kiên cố nghe. Nó chưa chắc đó. Sống ở cõi đời này sớm mai ai biết được. Chưa biết quý vị. Nhớ đó. Có khi trong một khoảnh khắc, bữa nay có khi quý vị ngồi gì, ngày mai đạo tràng này không còn nữa, ai biết được. Những đức nói cái cõi đời này như là chỉ mành treo chuông vậy đó quý vị. Không có cái gì mà kiên cố tồn tại đâu. Chính những đức làm việc trong ngôi tam bảo như đức thấy nè. Dù là chính mình rất là có tâm muốn đào tạo một số người đặc biệt, nhưng mà thật sự đó chỉ là có cái tâm thôi quý vị à. Khó lắm. Rất là khó tìm quý vị à. Nên những đức nói rằng cái cõi đời này lớn thiền lớn sống giống như chỉ mành treo chuông vậy đó. Chúng ta bây giờ còn được nhân viên ngồi gì quý vị nhớ, cố gắng mà gầy dựng cái đạo tràng trong tâm mình á. Cái đạo tràng ở nhà mình mà chính mình giải quyết được á, dù là gặp sự cố gì trong cái cuộc đời này chăng nữa, đừng có mắc tính tâm với Phật Pháp. Ở nhà đã nắm được phương pháp rồi, cố gắng giữ mà tu nghe không. Đừng bao giờ thất vọng bất cứ một cái gì với con người nghe chứ quý vị. Nhớ những câu này đó. Cái cõi đời này nó không có cái gì mà tồn tại mãi mãi đâu. Nếu như chúng ta có tín nguyện thì ở đâu cũng phải cố gắng mà tu. Chứ đừng bao giờ mà chúng ta hiện tại nó ào gì nè, rồi lỡ có chuyện gì một cái là chúng ta mắc tính tâm với Phật Pháp, thất bại. Nên những đức đem của ông tịnh độ này gây dựng từng nhà, từng người. Đó là cái cách mà những đức nghĩ về sao nó sẽ có vấn đề. Vì cái cõi đời này là như vậy mà. Nó quý vị biết nè. Nên gây dựng cái gì là quan trọng nhất? Tín nguyện niệm Phật. Người đã gây dựng được tín nguyện niệm Phật thì quý vị ở đâu cũng niệm Phật nhân á. Không chi bây giờ quý vị đã có được phương pháp tu rồi. Ở nhà mỗi ngày dụng công tu được rồi đó. Thời khóa tu những đức đưa lên như vậy là quá hợp lý rồi. Và chùa mình cũng là áp dụng cái cách hộ niệm bằng chiếc máy. Mỗi nhà quý vị bây giờ đều hộ niệm được hết luôn. Y rang trong chùa luôn. Những đức ở đây hộ niệm sao quý vị hộ niệm gì luôn. Nó có sẵn hết rồi. Quý vị chỉ cần áp dụng như vậy thôi. Tức khắc gia đình quý vị là một đạo tràng niệm Phật. Đi làm gì làm, về nhà là có thời khóa tu liền à. Mỗi ngày thì những đức có chia sẻ 2 buổi để lên mạng. Thích nghe thì nghe, để bổ túc thêm. Những đức khuyên quý vị nên nghe đi. Có nửa tiếng à, nó bổ túc thêm cái tâm quý vị. Không có giải đãi đâu. Nửa tiếng đó những đức có nói dòng do nhiều. Những đức chỉ phiên niệm Phật thôi. Chỉ là phiên niệm Phật làm chính đó quý vị. Cố gắng niệm Phật đi. Những đức nói ở cõi đời này không có cái gì tồn tại đâu. Những đức cứ nhắc hoài cho quý vị nghe đó. Cả những đức cũng là một phàm tăng. Lúc này lúc khác. Có khi trước mặt quý vị những đức đang nói chuyện như vậy, mà ai biết phía sau những đức đang làm sai đó. Phía sau của một cái tuồng, phía sau những đức đang làm sai đó. Những đức đang nói chuyện như vậy, quý vị nghe nó rất là nghiêm túc, đặc biệt vô cùng. Rất là nhiều người tính tâm với những đức. Nhưng quý vị nên tính tâm với ai, với Đạo Phật đó. Tính tâm với cái nguyện của Phật, niệm Phật đó. Mà những đức là cái miệng phàm phu nói ra những câu này là nương vào lời Phật, lời tổ mà nói. Chứ ngoài ra những đức vẫn là cái miệng của phàm phu, hoặc chưa phải là kẻ chứng quả. Nên từ nơi đó mà tất cả quý Phật tử khắp nơi nhớ câu: không được mất lòng tin với Phật Pháp qua trung gian của kẻ phàm phu. Nhớ nha quý vị. Kẻ phàm phu lúc này lúc khác, như con đường đi có lúc rộng, có lúc hẹp, có lúc bằng, có lúc ổ gà. Chúng ta đừng bao giờ chấp vào con đường bằng, đừng bao giờ buông vì con đường ổ gà. Mà chúng ta nên con đường nào thì khéo léo mà đi con đường đấy. Đường bằng thì chạy cũng phải có sự kỹ chút, đừng có lơ là. Gặp con đường ổ gà thì giảm tốc độ cũng kỹ hơn, vì lỡ sập ổ gà sao. Đi con đường thẳng chúng ta cũng phải cẩn thận, vì bất tử nó sẽ gặp đường cua, nó sẽ cong quẹo lại, chúng ta sẽ mất thăng bằng, hiểu không? Nên cuộc đời chúng ta sống, con đường này là mình đi thì tự mình khéo léo mà đi. Chứ đừng có nói rằng là ai là người dẫn mình hết á. Những đứa cũng là cố gắng đang đi, quý vị cũng là người đang đi. Thì chúng ta cùng kết hợp với nhau để cùng nêu lên một phương pháp để cùng đi. Nhớ. Những lời nói chân thật, mình không có lỗi với người khác. Dù sao này mình như thế nào, mình không có lỗi với người khác nhiều quá. Còn nếu như bây giờ mình đem người ta để đắp vào mình, cho người ta dính mắt mình, lỡ có chuyện gì người ta sẽ đấu đá nhiều thứ thì phiền não lắm. Nên những đức đi tu kinh nghiệm, những đức không bao giờ muốn phải đấu đá nhau qua lời nói, để cho Phật tử
của nhóm này nhóm kia đụng chạm với nhau. Nhiều người tu chúng ta ngu si lắm quý vị à. Chuyện của ông thầy mà mình đi ra mặt đó làm chuyện ngu ngốc lắm. Những đức không bao giờ hướng dẫn những người mà những đức nói mà quý vị đã từng nghe. Quý vị làm việc đó là làm việc ngu ngốc. Nếu như những đức đụng chạm với ai mà quý vị ra mặt, quý vị là kẻ ngu ngốc. Chuyện này không phải chuyện của quý vị. Nếu ông thầy mà lôi quý vị vô cuộc, ông thầy này là một ông thầy quá sai lầm. Ông thầy quá sai lầm. Nên tất cả những việc gì mình là người ảnh hưởng trước công chúng, phải cẩn thận. Phải cẩn thận. Vì sao? Vì nếu như mình đụng chạm thì nhiều người dưới tay mình sẽ đụng chạm, tạo ra một cái nghiệp quả rất lớn. Những đức nhớ mà có một vị này ngày xưa ông nổi tiếng vô cùng, mà một lần ông gặp kiếp nạn thì quý vị biết rằng cái người mà nghe ông mà tạo nghiệp thì thôi bao la vạn trượng. Cái người nghe ông mà tạo nghiệp theo á, mà tạo nghiệp trong Phật Pháp á, tạo nghiệp cùng với quý thầy á, thì bao la vạn trượng luôn á. Nên muốn chuyển được cái nghiệp đó khó lắm á. Nên hiện tại mình đang hướng dẫn chưa có gì thì mình đừng bao giờ mình gây dựng cho người ta theo mình như vậy. Theo tôi là chỉ niệm Phật thôi à, tin nhân quả. Còn cái chuyện của tôi là chuyện của tôi, quý vị đừng có ra mặt, đừng có đụng chạm vào chuyện của tôi. Tôi gặp nạn tôi phải tu để vượt qua nạn kiếp, chứ không phải là tôi nhờ quý vị giúp tôi qua nạn kiếp. Không phải vậy. Kiếp nạn là do chính mình tu mà vượt qua. Chính tâm này chuyển tâm chuyển tướng, chứ không có cái chuyện nhờ người khác giúp được đâu quý vị. Cái tâm mình nè, cái chuyện được hay không nè. Hiện tại người ta khen mình thì mình mừng, người ta chê mình thì mình buồn. Mình phải chuyển cái tâm buồn và cái tâm vui này chứ. Phải chuyển được. Người tu hành phải chuyển được cái tâm đó đó thì mới thành công được đó. Mà không đơn giản đó. Hồi tối về đặt mấy cái nón lớn lớn không à, nên cho mấy bé lớn lớn một chút thì mới đội được. Thì mình nói với mấy bé nhỏ xíu xíu để những đứa đặt mấy cái nón nhỏ nhỏ đi cho các con nghe. Có đứa bé nhỏ xíu à, nhỏ xíu thôi, nhỏ đâu 2 tuổi mấy 3 tuổi gì, xíu con gái. Mà lúc nào lớp đệ tử quy mà học xong là nó đeo những đứa, đừng có nói. Mà nhiều đứa bé lớp đệ tử quy nó đeo những đứa lắm, gặp những đứa là nó đeo dữ lắm. Mà con bé đó là nó đeo dữ nhất á. Tại vì lúc mẹ nó mang bầu đi đến đây rồi đẻ ra rồi đi đến đây tới bây giờ luôn. Xíu vậy. Quý vị biết rằng hôm qua cái nói nhỏ xíu xíu, những đứa đâu có đưa cái nói cho nó đâu. Nó đến gần những đứa không có đưa cái nói cho nó. Quý vị biết rằng nghe, lúc nào mà chia sẻ đệ tử quy xong là nó đi theo những đứa ra tới ngoài tượng Phật ngoài kia ngoài, mà đeo suốt luôn. Những đứa đứng nói chuyện với ai là nó đeo, nó ôm chân suốt vậy đó. Vậy mà hồi tối quý vị biết rằng nghe, nó là cái ghế kế bên những đứa ngồi, nó ngồi nó im gu. Xong những đứa nói, ủa bữa nay sao con ngồi đó quýt mặt ngang chỗ khác quý vị. Dặn rồi. Nhỏ xíu gì thôi. Những đứa nói trời trời trời, đúng là không tưởng tượng được quý vị ơi. Nó nhỏ mà nó như vậy đó. Dặn rồi. Bà nó nói, thầy nói vài bữa thầy làm nón nhỏ thầy cho. Không dặn rồi. Không có đến nữa đâu. Trời ơi quý vị coi, chút xíu thôi mà như vậy đó quý vị. Có nghĩa là nó quý những đứa bao nhiêu thì nó dễ dặn những đứa bao nhiêu quý vị. Thấy chưa? Cái đó là cái mà mình mỗi người mình nhận thức đi quý vị. Thương nhiều sẽ hận nhiều đó. Chúng ta là thương Phật A-di-đà, chúng ta cũng không biết đâu mà dặn A-di-đà Phật nữa. Nên càng thương A-di-đà Phật chừng nào, càng nhớ A-di-đà Phật chừng nào thì càng an lạc chừng nấy. Vì sao? Vì nó không có cái chấp tướng để mà quý vị sanh phiền não. Còn gần một con người ở thế gian là nó có cái mà mình chấp tướng. Mình thấy người đó mà cái gì gọi là mình bực bội, mình phiền não, mình dặn. Hoặc là mình quá cứ là ngưỡng mộ người đó, lỡ người đó cái gì một cái, có khi mình tuyệt vọng đến mức mà giống như mình muốn nhảy lầu tự tử với quý vị. Quá tuyệt vọng mà. Trời ơi, không đơn giản đâu quý vị ơi. Quý vị phải nhớ rằng có những người mà người ta ngưỡng mộ đến mức cực điểm, mà lỡ người đó cái gì một cái là người ta muốn bỏ mạng liền, có nghĩa là muốn chết luôn á. Nên từ nơi đó hướng dẫn người đừng nên tạo ra chỗ đó. Thấy đứa bé nhỏ thôi đã thấy ra không đơn giản chút nào chạp. Mình đâu có nghĩ vậy đâu. Mình nghĩ rằng là nó nhỏ quá, sao đưa cái nón bự nó đội được. Còn vậy mà nó lỡ gần như đứa, nó kêu như đứa đưa nó cái nón nha, đứa không đưa, như đứa đưa cho đứa bé lớn hơn. Còn vậy mà nó bỏ nó đi nước một quý vị. Xong là nó dặn luôn, ra tới ngoài là nguyên một đoạn đường là nó không bao giờ như mỗi ngày bình thường nha quý vị. À,
mà nó ra tới ngoài kia nhà Đức nói chuyện với mấy vị Phật tử, là nó đứng nó vòng 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 khu vực, chứ không phải như những ngày thì bình thường, mà nó lỡ găng nhà Đức đeo 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 chân thầy. Hồi tối là nó đứng xa mà nó cái mặt nó chầm dâm vô ụ nó dặn. Trời ơi, kinh khủng được chứ. Bạn nít á, chọc có chút xíu thôi chứ đâu phải lớn gì đâu quý vị. Chút xíu à, nó không đơn giản đó nghe, chứ quý vị thấy đó. Nếu mà ví dụ như giờ nó dặn vậy thì nó gì, nó mang một cái tâm tư như vậy. Có khi một là tối nó ngủ không được, hai không đơn giản, tại vì nó nhỏ mà nó như vậy là nó đặt vào tâm nó một cái sự mà nó không vừa lòng á. Nó nghĩ gì nè, mỗi ngày nó thương thầy, nó quý thầy, tại sao bữa nay thầy cho đồ người khác mà không cho nó? Ghê chưa? Nó quay ngược lại vậy đó. Nó nên nó hàng Phật tử cũng vậy, nó rất là nhiều người quý vị đến với những quý thầy, ông thầy này mà chỉ cần mà nói chuyện vui vẻ hoặc là lo cho một Phật tử nào khác là nó phân bì liền, bắt đầu nó tranh cạnh, nhất là những vị hộ pháp. Trời ơi, đây là những đức biết nhiều chùa chiền, những đức biết mà, những vị hộ pháp nữ á, tranh cạnh nhau ghê lắm. Cúng dường mà cũng tranh cạnh nữa, thầy ngồi xe mà cũng tranh cạnh nữa. Trời, cái này là cái những đức thấy rõ ràng, nên những đức hướng dẫn quý vị là không có tác dụng phụ đâu. Quý vị coi, những đức xuống đây hơn 6 năm nay, không có một Phật tử nào mà cái chuyện mà nghe những đức nói chuyện mà lao theo những đức mà bỏ chồng bỏ con, không có. Tại những đức không có kêu như vậy, mà những đức khuyên là tu hành phải làm sao, mình phải làm sao làm tròn trách nhiệm của mình. Một mình dễ đi hơn nha, nhiều đây cũng dữ lắm rồi, chứ đừng có tạo thêm cái nặng nề nữa, dại quá. Ai mà tạo thêm chi cái phiền phức thế gian này quý vị. Thật sự mà nói, ba buổi cơm thôi, chỉ có những người mà cảm thấy rằng mình quá vô dụng, nên tạo bao nhiêu cái phương tiện mà giống như là mình phải có chỗ dựa vào con người. Quá vô dụng mới có cái tâm nghĩ đó. Chứ thật sự con người mà có thể, mình có thể tạo cho mình cái cuộc sống cơm ăn áo bận, thì không ai đi làm chuyện đó làm gì. Như ngoài đời những đứa lúc 6 tuổi đã biết kiếm ăn, đi làm thành phố mười mấy năm chờ kiếm ăn, tự đôi tay mình kiếm cuộc sống. Vậy thì những đức đi tu, những đức cũng không bao giờ chi cầu cái việc đó quý vị. Những đức tin rằng với sức khỏe những đức có thể tạo cho mình ba buổi cơm là chuyện bình thường, nên những đức cũng không cần thiết phải quan hệ cái mối quen biết gì, lâu lâu phải điện thoại hoặc là giữ mối thôi. Mà tu rồi đi tạo cái này chi cho nó phiền. Ngoài đời ngày xưa thì không có cơ hội này, nhưng bây giờ đi tu lại có cơ hội này, đúng là còn khổ hơn chưa đi tu nữa. Không nên làm việc này đâu. Nhưng nhiều người đi tu bây giờ làm việc này đó, nhưng mà quay ngược về nói câu gì, vì tam bảo mà làm như vậy, phương tiện không đủ trí tuệ, thì quý vị không có phương tiện gì trong Phật pháp đâu, không đủ trí tuệ quý vị, làm sai hết. Nên hướng dẫn người thì chân thật đi, quý vị nên dùng phương pháp niệm Phật mà tu đi. Những đức tu được an lạc, quý vị tu an lạc. Những đức niệm Phật an lạc, quý vị niệm Phật an lạc. Những đức tu từ từ thấy cái cõi đời này mình nhìn thấu buông xuống, thì quý vị nhìn thấu buông xuống. Tự mỗi một người tu mà nhìn thấu buông xuống, chứ không ai giúp giùm quý vị đâu. Con đường này không có ai nắm mình kéo về cực lạc đâu quý vị. Nên chúng ta nói trong Phật môn mà những cái chương trình mà làm việc này việc kia mà gọi là làm mà tiêu nghiệp, hoặc là rải dài giọt nước mà tiêu nghiệp, hoặc gia trì mà tiêu nghiệp, hoặc gờ đầu mà tiêu nghiệp, đúng là làm những cái việc mù mờ. Đây là mê tín. Mê tín đó quý vị. Trong Phật pháp không bao giờ có cái chuyện này. Khi Đức Phật còn tại thế, cái việc mà đệ tử của Đức Phật dùng thần thông, Đức Phật đã không đồng ý rồi. Trong khi tất cả những vị chứng tứ quả, những vị mà đệ tử của Đức Phật đều có thần thông hết, mà Đức Phật cấm đoán cái chuyện dùng thần thông là quý vị biết, đều là dùng giáo pháp để dạy người thôi, dùng lời xác thực nhất về nhân quả mà dạy người thôi, chứ không có cái chuyện mà qua trung gian người khác mà giúp mình tiêu nghiệp được đâu. Nghiệp tiêu là do tâm mình chuyển biến mà tiêu. Nên là buổi học tập hôm nay chúng ta học đến đây nha. Nguyện tam bảo gia hộ cho quý vị có tín nguyện niệm Phật quyết chí đời này, chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nha quý vị. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để
tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. À, mỗi tuần về chùa chúng ta, chùa mình thì ít ghi giấy cầu an cầu siêu, nên nhiều quá những đức đọc cũng không có hết, nên khi hồi hướng chung hết. Khi hồi hướng chung thì cái công đức rất là viên mãn nha. Chứ nhiều người đi đến đây cũng cúng dường phóng sanh làm tượng Phật, hay là in kinh sách, hoặc là cúng dường tam bảo, nhưng cũng không ai ghi. Vậy thì chúng ta hồi hướng chung ai cũng có điều đặn hết. Cái công đức bình đẳng nó vẫn là thù thắng hơn, quý vị nhớ. Nên về đây chúng ta được niệm Phật, nghe Pháp và lễ Phật, phóng sanh cũng đi thực. Đây là cái thiện căn công đức vô cùng thù thắng. Mà khi chúng ta về đây tu thì tất cả những người mang nghiệp phá thai, hay là quán thân trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, hay là những chúng sanh mình vô tình giết hay là cố ý giết, mà họ đang theo mình để muốn chờ cơ hội để đòi nợ. Quý vị về đây tu nghe Pháp, họ cũng nghe Pháp, mình niệm Phật, họ cũng niệm Phật. Cái tâm mình an lạc vui vẻ, họ cũng an lạc vui vẻ. Và nhờ cúng tí thực này nên họ về đây cũng được hưởng tài thọ thực, nghe Pháp niệm Phật, nên tâm tư của họ buông xuống cái tâm hận thù. Đây là cái tâm mà nhẹ nhàng để niệm Phật, để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta nguyện đem công đức này nguyện cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, và hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng. Nguyện cho tất cả quý vị thân tâm thường an lạc, điều pháp bồ đề tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này để cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong nhiều đời nhiều kiếp, hương linh thai nhi bị nghiệp phá thai đều được thừa hưởng những công đức này, điều pháp bồ đề tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, điều nhất tâm niệm Phật, Đức Phật A Di Đà phát lời nguyện. Chúng sanh chỉ cần nghe danh hiệu của Ngài, buông xuống tâm hận thù niệm Phật, thì Ngài nhất định sẽ tiếp dẫn chúng sanh để về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí nhờ cung, từ thực biến thẩm phương nhất thiết từ cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngã đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngũ tình chung ngã kim tí nhờ cung, thập phương nhẫn tiết hộ tình cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngã đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chung ngã kim tí nhờ cung, biến thập phương nhẫn tiết cô hồn cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án mục lục lăng ta bà ha, án mục lục lăng ta bà ha, lăng ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng, bà pha việt nhật ca ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thầm nhị loại cô hồn ơi, ố vị vô danh nộ danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ,
Nam mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Liên Tòa Thật Đại Chứng Minh. Hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng tại gia văn tập thầy tổ Định Hộ Pháp, phát bồ đề tâm mua các loài chúng sanh này về phóng sanh. Nguyện cho các vị giải thoát thân súc sanh quy tam bảo, nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà sớm mau thành Phật. Hỡi các loài chúng sanh ơi, các vị đã tạo các vọng nghiệp từ đời vô thủy kiếp đến nay do thân miễn ý phát sanh ra, cha mờ chân tâm bản tính nên phải sanh tử luân hồi, ra vào sông mây biển nghiệp. Đến hôm nay các vị có nhân duyên lành gặp Phật Pháp, được chư vị đồng tu mua các vị về để sám hối quy y và cùng với các vị niệm Phật A Di Đà để cầu vãng sanh về thế giới cực lạc. Hôm nay các vị quy với Đức Phật A Di Đà được một pháp danh là Diệu Âm, khi vãng sanh về thế giới cực lạc đồng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai. Chúng ta bỏ tịnh tài có mua các loại chúng sanh này rất là tài thí. Khi sanh ở nơi nào chúng ta cũng có củ cải đầy đủ, và chúng ta quy y niệm Phật những chúng sanh này nghe đó là pháp thí. Chúng ta sanh ở nơi nào cũng được trí tuệ và thông minh, chúng ta thả những chúng sanh này bay đi đó là tu hành vô ý thí. Chúng ta sanh ở nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Quy y Phật không đạo địa ngục, quy pháp không đạo ngạ quỷ, quy tăng không đạo đàn sanh. Quy Phật không đạo địa ngục, quy pháp không đạo ngạ quỷ, quy tăng không đạo đàn sanh. Quy Phật không đạo địa ngục, quy pháp không đạo ngạ quỷ, quy tăng không đạo đàn sanh. Mà chúng ta đồng niệm Phật giữa tay là chim nha. A Di Đà Phật. 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 Đà Phật. A Di Đà. A Di Đà Phật. 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 Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Mời đại chúng chúng ta xuống chai đường để dùng cơm. Chúc quý vị luôn luôn an lạc nha. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Di Đà Phật. Nam mô A 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 Di Đà Phật.